Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ngày hôm đó côn rời khỏi hố sâu cửu u du hành khắp vùng biển vô tận cho đến khi hấp thụ đủ sức mạnh của đại dương để ra sức mạnh lên đến đỉnh điểm thì cuối cùng côn cũng đã biến thành bằng côn lựa chọn quay trở lại đông hải để biến thành bằng ngày hóa bằng vô số người trong tam giới sử dụng thần niệm phóng tới đây từ những kẻ thất phu cho đến giã thú sống trong núi rừng họ đều ồ ạt à kéo về đông hải dù họ không thể nhìn thấy chính xác những gì đang diễn ra nhưng khuôn mặt họ trông rất nghiêm túc chăm chú quan sát thời khắc trọng đại nghìn năm mới được chiêm ngưỡng này. Đông Hải Quy Khư, Ma Quỷ, Thần Tiên, Thần Tiên Tụ Hội. Ma Đạo dựng lên đài vạn tiên, chào đón Ma Quỷ, Thần Tiên khắp trời đất, cùng nhau chứng kiến thời khắc công hóa bằng. Giờ ngọ tam khắc, âm dương giao hòa, nữ đế cầm kiếm bước từng bước lên vạn tiên đài. Hậu thổ nương nương, hóa thân trong lục đạo luân hồi, đã bình định MT. Sau này, Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc gia, xây dựng vạn lý trường thành để kiểm soát Long Mạch Cửu Châu. Ngọc Hoàng dùng thân phận Tiên Đạo Tổ sư kết thúc cuộc bạo loạn ở thiên giới, ổn định thể chế thiên đình. Nhân gian tam giới được gọi chung là nhân gian, chúng sinh tam giới lục đạo có trật tự, cùng chia sẻ gánh nặng xây dựng hòa bình trên nhân gian. Hôm nay thiên đạo hủy diệt thế gian, vọng tưởng khiêu chiến quy luật của thiên địa, biếm vạn vật vào hư không vô tận. Thái cổ tam giới đã bị hủy diệt, nhân gian cũng sớm sẽ phải đối đầu với tai ương. Thiên muốn diệt chúng sinh, chúng sinh sẽ hủy diệt thiên. Hôm nay cô nhân danh cửu u nữ đế xin thề rằng, cô ở đây, duy trì vòng luân hồi của chúng sinh, ổn định căn cơ của nhân gian. Nếu cô chết, cô cũng sẽ hóa thân thành vận mệnh, vĩnh viễn bảo hộ sự bình yên của nhân gian. Lời thề này, được nhật nguyệt chứng giám, thiên địa thừa nhận, quỷ thần tiên ma cùng lắng nghe. Sau khi nữ đế tuyên thệ, người cầm cờ của nhân tộc, mỗi người nguyện thề chết bảo vệ tam giới. Tạo ẩn tuyên thệ ma đạo, mộ vân phàm thay mặt cô tuyên thệ nhân tộc, trương thiên sư đại diện cho nhân đạo, ngạo khanh đại diện cho thiên đình. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, mà đạo nguyện thể sẽ cùng tồn vong với nhân gian. Tôn ti cao thấp, tiên ma có trật tự thống nhất, tiên đạo xin thể sẽ cùng tồn vong với nhân gian. Vô vi nhi trị, vạn pháp tự nhiên, nhân đạo thể sẽ cùng tồn vong với nhân gian. Giữa trời đất có người, nhân tộc xin thể tồn vong với nhân gian. Sau khi lập lời thề, một đội quân gồm 4.000 vạn thiết huyết dũng sĩ đã tụ tập quanh mắt biển, chờ đợi côn xuất hiện. Dưới con mắt của hàng ngàn người, mắt biển cuối cùng cũng thay đổi, bắt đầu nổi cơn lốc xoáy. Mắt biển vừa xuất hiện, biển khơi minh mông lập tức nổi cơn rông bão. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao xuất hiện vào ban ngày, quần tinh tụ hợp, sức mạnh của quần tinh đổ bộ vào biển khơi. Mắt biển ngày càng đáng sợ, phạm vi bành trướng của nó ngày càng lan rộng hơn. Các cường giả đành phải vội vàng lui thêm 3.000 dặm, vạn tiên đài cũng buộc phải bay lên mây. Mắt biển khuấy động toàn bộ vùng biển rộng minh mông vô tật, khí tức ngưng thủy lao thẳng lên chín tầng trời. Bão tố, sấm chấp mây mù kéo đến nguồn ngụt, trăm thú gào thét lên, quỷ thần than khóc, côn vừa cử động, không chỉ làm dung chuyển nước biển, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới. Em mơ dương đảo loạn, cơn thịnh nộ sâu xé bầu trời. Bắc Minh có cá, cá tên là côn, kích thước của côn to đến mức không biết bao trùm bao nhiêu dặm. Hóa thân thành bằng, lưng của bằng vươn xa ngàn dặm. Cuối cùng, cơn lốc mắt biển được khuếch đại đến tận cùng, một sinh vật khổng lồ chưa từng thấy trước đây dần dần xuất hiện từ sâu trong cơn lốc xoáy. Mọi người đều nín thở, ngay cả ánh mắt vốn điềm tĩnh của nữ đế cũng lộ ra nét lo lắng. Chưa có ai từng nhìn thấy bằng, thậm chí đến hình dáng của côn đều cũng chỉ mới tồn tại trong tưởng tượng của nhiều người. Bằng bay theo ngọn gió, một ngày có thể vươn xa chín vạn dặm. Bây giờ, đại bằng đã thực sự bay lên từ dưới mặt biển. Chương 1447, chúng sinh rơi lệ. Sóng biển dâng lên núi liền 3000 dặm, lại nương theo gió xoáy mà bay lên cao chín vạn dặm tức giận mà bay lên đôi cánh như đám mây treo lơ lửng trên tầng trời đại bằng lao ra khỏi mặt biển đôi cánh dương cao che phủ cả mặt nước phóng tầm mắt nhìn cũng chỉ thấy bóng lưng của nó cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thế nhưng khoảnh khắc chúng sinh tam giới lần đầu nhìn thấy chim bằng vẫn bị khí phách áp đảo của sinh vật này làm cho khiếp sợ khoảnh khắc này đây thần tiên yêu ma gì cũng chẳng đáng nhắc tới cả thế giới này cũng chỉ có bằng mà thôi khi xưa côn vừa xuất thế liền nghịch loạn âm dương kéo thiên đạo rơi vào nhân quả ở nhân gian hôm nay côn hóa bằng đã thành công giành lấy tất cả khí phách trong thiên hạ khiến thần minh phải xấu hổ chúng sinh thần phục ngay cả nữ đế cũng vô cùng khiêm nhường ngước nhìn phong thái của bằng chỉ bởi vì nhân gian này chính là nhờ có bằng mang từ thiên ngoại mà đến thế giới này nhờ có bằng mà xuất hiện giờ đây bằng vì bảo vệ nhân gian mà cưỡi gió bay thẳng chín vạn dặm nghinh chiến với thiên đạo mà chúng sinh cũng đem vận mệnh của mình gắn chặt với ngài ấy 4.000 vạn dũng sĩ thể chết không sờn theo côn hóa bằng tấn công thiên quốc. Bằng giang rộng đôi cánh, phát ra một tiếng kêu trong trẻo, mây tan xé rách màn trời, 4.000 vạn dũng sĩ từ khắp mọi hướng bừng bừng hướng chí nhảy lên lưng côn bằng. Sau đó chính là côn bằng đập cánh động nước 3.000 dặm, bay thẳng lên trời cao. Côn bằng bay lên, càng bay trời càng cao, bởi vì bị phản vệ mà nước biển, mặt đất càng lúc càng chìm sâu. Khoảng cách giữa trời và đất ngày càng xa, dần dần trở thành hai phương riêng biệt. Từ dày trở đi, nhân gian sẽ không còn bị thần ma trong vũ trụ hư không quấy nhiễu tương tự như vậy lục đạo chúng sinh trong nhân gian cũng chẳng dễ dàng rời khỏi nơi này nữa côn bằng bay qua đài vạn tiên đôi mắt vĩ đại của nó giống như hai vầng mặt trời thần quang tỏa khắp muôn nghìn trường hỡi vị thần vận mệnh cửu u đế quân người là chủ nhân của lục đạo luân hồi ta đây sắp sửa rời đi người có lời nào muốn nói côn bằng nhìn cửu u nữ đế nói côn bằng thứ ngài phải gánh vác không chỉ có vận mệnh của nhân gian còn có bốn nghìn vạn dũng sĩ trên lưng kia, ta muốn ngài phải đưa bọn họ trở lại. Nữ đế nói, phong tiêu tiêu hề dịch hủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn một người rõ ràng đã biết sứ mệnh của họ, hà cứ gì lại nói những lời này. Một hai câu thơ trích trong sử ký của tư mã thiên phần kinh kha truyệt, có nghĩa là gió hưu hắt thổi, nước sông dịch lạnh tê. Tráng sĩ ra đi, chẳng hẹn ngày trở về, ta không nỡ mất đi bọn họ. Nữ đế nước nở chẳng nói thành câu, nước mắt rơi xuống mưa lớn ẩm ẩm chút xuống MT. Chúng sinh trong lục đạo cũng cảm nhận được nỗi bi thương của vận mệnh. Thiên đạo là chúa tể hư không, sứ mệnh của 4.000 vạn dũng sĩ này không phải là nghinh chiến với thiên đạo mà là dùng máu tươi và linh hồn của mình để tu bổ xiềng xích của vận mệnh đã bị thiên đạo phá vỡ. Muốn bảo vệ nhân gian khỏi va chạm giữa thiên đạo và pháp tác trong trời đất, nhất định phải sửa chữa vận mệnh bị tổn hại. Thế nên Côn Bằng mới nói rằng người rõ ràng đã biết sứ mệnh của họ là gì, vì cớ làm sao còn muốn ta đem bọn họ quay trở lại chuyện này cũng chỉ có côn bằng và nữ đế biết được những vị đại năng khác cũng có lẽ đã đoán ra nhưng bốn nghìn vạn dũng sĩ trên lưng côn bằng kia chẳng hề hay biết nữ đế lệ tuôn như mưa ngước nhìn bọn họ muốn nói ra chân tướng thế nhưng làm thế nào cũng chẳng thể thốt nên lời cô sợ làm loạn quân tâm lại càng sợ phải đối mặt với phản ứng của bọn họ sau khi nghe được chuyện này chính trong lúc này tạo ẩn của ma đạo rút thanh ma đao vung nó lên trời cao giọng hét lớn thiên đường bên trái ma đạo bên phải 800 vạn đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lại, đệ tử ma đạo. Vạn thế thiên hồng, lời này của tạo ẩn vô cùng rõ ràng, muốn hỏi các binh sĩ kia liệu có hối hận hay không, sợ chết hay không. Mà 800 vạn đệ tử ma đạo đều đồng thanh đáp lại, bọn họ nguyện lòng hy sinh tất cả, chết không hối hận. Lời thề của ma đạo hào khí như cầu vồng, trời đất nhuộm màu bi tráng. Theo tiếng hô hét, từ quy khư bỗng truyền tới dị động. Đầu tiên là một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp cả đất trời, tiếp đó là tiếng giống giận dữ của Nguyên Phượng, tiếng hót thánh thoát của Kỳ Lân. Chính trong thời khắc bi tráng này, Tổ Long, Nguyên Phương, Thủy Kỳ Lân đều đã quay lại. Sau đó, ba vị thần thú hỗn độn đến trước mặt Côn Bằng, Tổ Long là người đầu tiên lên tiếng, Côn Bằng đại nhân, ta đại diện cho quyết tâm của chúng sinh ma đạo và hải tộc, xin được cung tiến đại quân, từ nay dõi mắt canh giữ đại dương, ngóng chờ dũng sĩ quay lại. Sau ngạo phong, Thủy Kỳ Lân cũng cất lời, ta đại diện chúng sinh trên mặt đất cùng âm hồn khắp cửu u, dõi mắt canh giữ đại địa, ngóng chờ dũng sĩ quay lại. Thủy Kỳ Lân vừa dứt lời, Nguyên Phượng cũng lên tiếng, ta đại diện cho tiên ma khắp cửu thiên, tinh hà vạn tượng, dõi mắt canh giữ bầu trời, ngóng chờ dũng sĩ quay lại. Tổ Long quản lý đại dương, Nguyên Phượng nắm giữ thiên không, còn Kỳ Lân chấp trưởng mặt đất. Ba vị thần thú hỗn độn kiểm soát toàn bộ ba cõi, cũng là tam giới trong nhân gian. Cùng với lời thề này của họ, vận mệnh của tam giới cũng đã gắn liền với nhau. Côn bằng quyết biệt nhân gian, vỗ cánh bay cao, càng lúc càng xa. Khi xưa nhân gian vốn chỉ là một hạt giống nho nhỏ, chẳng có sinh linh, cũng chưa khai hóa mông muội. Còn giờ đây, từ thiên đình tới nhân gian, từ nhân gian tới cửu u, hết thảy chúng sinh trong tam giới lục đạo đã trở thành nhân quả mà ông ấy không thể rời bỏ. Côn vì nam hoa mà sinh, nhưng bằng lại vì tất cả chúng sinh trong thiên hạ mà xuất hiện. Ngước nhìn bóng lưng của bằng, trên đài vạn tiên chìm trong im lặng. Chẳng biết có bao nhiêu vị tiên ma đã rơi lệ, khoảnh khắc này, lục đạo trong nhân gian chẳng còn tồn tại sự khác biệt về giáo ý, cũng chẳng còn tranh chấp giữa thiện và ác. Chúng sinh chỉ có một tâm nguyện duy nhất, cầu mong dũng sĩ sớm ngày quay lại. Côn bằng mang theo vận mệnh của nhân gian bay lên tầng không, nhân tộc bình thường đương nhiên chẳng thể nhìn ra được đó là gì. Trong đôi mắt họ, thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là một đốm đen trên bầu trời phía đông, có thể là một vệ tinh, cũng có thể là một con chim đang bay. Quận Hà Dương, ở lối vào nơi đầu phố. Một cô gái mặc y phục màu đỏ ngước nhìn lên bầu trời phía đông, âm thầm rơi lệ. "Chị ơi, chị buồn gì thế?" Một cô nhóc ước chừng 7, 8 tuổi ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô hỏi. Cô gái mặc áo đỏ lau nước mắt, khẽ mỉm cười, nói "Chị không buồn đâu." "Không buồn vì cứ gì nước mắt lại rơi nhiều như thế?" Cô nhóc không chịu bỏ qua, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. "Được rồi, vì chị bị người ta lừa đó." "Là ai đã lừa chị?" "Mà đạo tổ sư, Tạ Lan" khi xưa tôi từng đồng ý để tạ hồng anh đến quy khư tìm mình thế nhưng nếu không có người tiếp viện một người bình thường sao có thể tìm được quy khư cô ấy chỉ có thể lặng lẽ âm thầm tìm kiếm tung tích của ma đạo một ngày này cô ấy đến cố hương của tôi quận hà dương còn chưa kịp tới sông hoàng hà để tế bái hoàng hà nương nương đã nhìn thấy côn bằng từ đông hải bay lên chín tầng trời kẻ lừa đảo người đã nói sẽ đợi con ở quy khư nhận con làm đệ tử ma đạo giờ đây côn bằng đã rời khỏi nhân gian người lại đang ở nơi nào chương 1448, ác chiến binh ma. Tôi cùng tùy Họa không ngừng tìm kiếm trong vũ trụ hư không, liên tục tới thăm hỏi mấy vị trí tôn đang ẩn náu ở nơi này, từ trong miệng bọn họ dần dần cũng xác định được vị trí thiên quốc của thiên đạo. Trong hư không có rất nhiều vị dị thần, chỉ là phần lớn bọn họ đã không còn muốn can thiệp vào chuyện thế sự bên ngoài nữa. Thời không làm hao kiệt thần uy của bọn họ, hầu hết những người này đã sớm mất đi năng lực, tuổi thọ không dài. Cho dù chẳng có tranh chấp giữa thiên đạo và pháp tắc của trời đất, thời gian của bọn họ cũng đã tới điểm kết thúc. Với những người này, bất luận chúng tôi có thuyết phục thế nào họ cũng chẳng chịu tham gia vào trận chiến với thiên đạo. Trong số những bậc trí tôn đã gặp gỡ, chỉ có ba vị hãy còn duy trì chiến lực cường đại như cũ, đó là binh ma, nữ yêu bất tử và thợ săn linh hồn. Nơi binh ma sống ẩn giật trong thế giới vị diện có một đấu trường cổ xưa, chẳng ai biết tòa đấu trường này đã bỏ không bao lâu, mỗi hòn đá trên mặt đất đều nếm máu tươi của các dũng sĩ. Xung quanh đấu trường chẳng có một ai, Lúc tôi và Thùy Hỏa tới nơi, binh ma đang đứng ở trung tâm đấu trường, giống như một bức tượng điêu khắc. Muốn bức tượng điêu khắc này lên tiếng rất đơn giản, chỉ cần tiến vào đấu trường, đánh bại binh ma là được. Em tới hay anh tới? Tôi hỏi, để em tới đi, đau lòng cho anh sao? Tôi mặt dạn mày dày hỏi, không phải, đấu trường này tràn ngập linh hồn các dũng sĩ, em không muốn bọn họ bị kiếm khí của anh làm tan biến. Huống hồ, nơi này cũng là vùng đất cơ duyên của em. Thùy Họa nói cảnh giới của em còn có thể tăng lên tiếp sao?" Tôi kinh ngạc hỏi, chiến tranh không kết thúc, hỏa cũng không ngừng, chỉ cần chiến tranh và hồn năng còn tồn tại, tu vi sẽ không ngừng dừng lại, kiếm của anh cũng như vậy. Con đường của kẻ mạnh không có điểm cuối, luận tu vi, thể ngộ của tôi vĩnh viễn kém xa so với Thủy Hỏa. Tính toán cẩn thận mà nói, tôi mới tu hành được bao nhiêu năm chứ, tuy rằng cơ duyên vô số, thế nhưng thời gian vẫn là quá ngắn ngủi mà trên người thùy họa mang thần cách một khi thức tỉnh sẽ có được ký ức ngàn vạn năm nghĩ đến đây tôi thở dài một hơi chỉ về phía trung tâm của đấu trường nói với thùy họa phu nhân mời anh không lo lắng em sẽ thất bại dưới tay binh ma sao thùy họa hỏi thiên đạo trưởng quản sự sống em trưởng quản cái chết tôi nghĩ một hồi bèn nói hai tạ lan anh trở nên hư rồi lúc trước anh thường xuyên lo lắng cho em mà có phải anh không yêu em nữa không thùy hòa cau mày hỏi hay là để anh tới thử nghiệm sức chiến đấu của binh ma trước nhé. Tâm ý phụ nữ như mò kim đáy bể, tôi cẩn thận thăm dò. Vậy thì không cần, kỳ thực em muốn nói là, em không thích anh quá mạnh mẽ. Vì sao chứ, anh càng mạnh mẽ, em càng khó nắm bắt anh. Trên đời này có thể gây áp lực cho em cũng chỉ có hai người, một là thiên đạo, hai là anh, ngoài ra chẳng một kẻ nào có thể lọt vào mắt em được. Thùy Hòa, vâng, lần đầu tiên nhìn thấy em trước cửa nhà Liễu Hà Sầu, anh liền biết bản thân vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay em, vì vậy, em đừng bao giờ lo lắng sẽ không thể nắm bắt được anh. Ha, nếu đã như vậy, anh giải thích chuyện mộ dung và kiêm hà thế nào? Tôi chẳng biết nói làm sao, nhìn trái liếc phải định lảng sang chuyện khác. Lúc trước em không đoán được trái tim anh, thế nhưng vẫn còn có thể nắm giữ được thân thể. Bây giờ ngay cả thân thể của anh em cũng chẳng thể nào nắm bắt được nữa rồi, đúng là bi ai mà. Thùy họa, binh ma hình như tức giận rồi. Đúng là hơi tức giận rồi, vấn đề là ông ta vì sao lại tức giận? Có lẽ do hai chúng ta anh anh em em mất nhiều thời gian quá. Dứt lời, tôi và Thùy Họa nhìn nhau cười to, Thùy Họa mang theo tiếng cười xông vào giữa đấu trường. Binh Ma trong tay đã sớm chẳng còn binh lính nào có thể sai xử, một thân tạo hóa tu vi này đã đoạt sạch sát khí ba quân, chiến lực vô cùng khủng khiếp, khí thế tựa hồ chẳng hề thua kém so với Thùy Họa. Tử thần thái sơ tới cửa thăm hỏi đã khơi gợi địch ý mạnh mẽ của Binh Ma. Thế nhưng phần địch ý này vẫn chưa bộc lộ ra, ông ta vẫn lặng lẽ đứng ở trung tâm đấu trường. Tử thần, người không nên xuất hiện ở nơi này. Đây là nơi an nghỉ của các dũng sĩ, chỉ ta mới có thể an ủi vong hồn của họ. Nếu ngươi đã biết ta là tử thần, vậy chắc chắn cũng biết rằng trái tim tử thần chẳng có được mấy phần từ bi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Binh ma hỏi, ngươi, cùng với tất cả vong hồn của các dũng sĩ. Chiến đi, để ta xem xem ngươi của ngày hôm nay được bao nhiêu phần năng lực so với trước đây như ngươi mong muốn thùy họa lơ lửng trên không trung chiến giáp hoa sen trên người từng lớp nở rộ điều khiến tôi kinh ngạc ấy là khi chiến giáp hoa sen mở ra một đôi cánh đen tuyển bỗng dung xuất hiện trên lưng thùy họa tôi kinh ngạc vô cùng trước đây chỉ từng nhìn thấy lá hạo kỳ trên lưng thùy họa chưa từng thấy cô ấy có cánh đây là đôi cánh của tử thần tượng trưng cho sự kết thúc của tử vong và vận mệnh kỳ thực thu phục vận mệnh vốn không phải sở trường của tử thần ở phương diện này tử thần còn kém xa so với thời gian Thời gian hủy diệt tất cả, thời gian mới thực sự là tử thần chân chính. Đôi cánh của tử thần là do thời gian sở hóa thành, tượng trưng cho tốc độ vượt qua cả giới hạn và sự kiểm soát của thời gian. Đôi cánh dần dần mở rộng, cuối cùng theo cơn cuồng phong trong dị giới này kiêu hãnh vươn ra. Cũng trong lúc này, đao minh hà trong tay tùy hỏa cũng lập lòe hắc mang, dùng đao làm trung tâm, sương mù dần bốc lên, lan tỏa khắp không gian vô tận. Xem ra ngươi quả thực đã nắm được toàn bộ uy năng của tử thần không biết chiến thần ngày hôm nay còn có bao nhiêu phần sức mạnh. Thùy họa nhớn mày hỏi, đối mặt với sự khiêu khích của tử thần, vẻ mặt binh ma đột nhiên thay đổi, cao giọng nói chúng ta lấy gì để chiến. Dứt lời, đấu trường bỗng dung chuyển kịch liệt, xung quanh khán đài bỗng nhiên xuất hiện vô số vong hồn của các dũng sĩ. Mang theo khuôn mặt vô cảm, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người binh ma. Chiến ý trên người ông ta không ngừng dâng cao, khôi giáp tỏa ra sát khí nồng nặc. Trường thương dơ lên, Dường như có thể chọc thủng cả tầng không, thời quang đảo lộn. Bọn họ đều là binh lính dưới trướng ta, sinh thời đều là những dũng sĩ mạnh mẽ, chiến hồn vĩnh viễn không bị hủy diệt, kẻ nào cũng đừng hòng mang họ đi. Ồ, cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh giữ bọn họ lại hay không. Tiếp theo đó, dưới ánh nhìn chăm chú của các dũng sĩ trên đấu trường, Thủy Hỏa và Binh Ma đã mở ra một trận chém giết đẳng cấp trí tôn vô cùng khủng khiếp. Thương đao giao tranh, đây là trận chiến đã định phải diễn ra giữa hai người bọn họ chương 1449, bình minh trong đêm tối 1. Binh ma kéo khôi giáp trên người xuống, trường thương chĩa về phía thủy hỏa vốn đang lơ lửng trong không trung Tây thương này từng khiến thế giới cổ xưa phải kinh diễm, giờ đây lại bị thời gian lãng quên cùng binh ma, chẳng còn ai nhớ đến tên của nó nữa. Thương là vương của trăm binh, trường thương dương lên, sát ý của vong hồn các dũng sĩ cũng ngưng tụ, khóa chặt trên người thủy hỏa. Vậy nên bọn họ đã chọn nhầm mục tiêu, thủy hỏa nào đâu phải người, Rõ ràng là quân chủ của vong hồn trong thiên hạ. Vong hồn dũng sĩ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể suy chuyển dù một sợi tơ sợi tóc của cô. Miệng khẽ mỉm cười, chiến giáp hoa sen tung bay trong gió, trên đầu ngón tay liền xuất hiện một đóa sen trắng thanh khiết vô cùng. "Giết!" Binh ma gầm lên một tiếng, đâm ngọn trường thương nặng tựa ngàn quân lại nhẹ tựa lông hồng đến trước mặt Thùy Hỏa. Búng tay một cái, hàng vạn bóng trường thương trong nháy mắt liền lóe lên, thật giả khó phân. Cho dù kiếm tâm của tôi có sâu sắc cũng khó lòng đoán được thật giả, chỉ có thể lựa chọn đối địch với cây thương mang theo sát ý mạnh mẽ nhất trong số đó. Trong lòng có chút lo lắng cho Thùy Họa, thế nhưng lại thấy cô ấy chẳng thèm né tránh, ánh mắt vẫn tập trung vào đóa sen trắng trên đầu ngón tay. Dường như đóa sen này đã trở thành trung tâm thế giới của Thùy Họa, khiến cô ấy say sưa trầm mê, ngay cả trận chiến sinh tử cũng bị vứt sang một bên. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng vạn bóng thương đã tiến gần tới Thùy Họa, sau đó đột nhiên ngưng tụ, Tình huống này chẳng khác nào ý thơ mà Đỗ Phủ đã viết, kiếm thu sấm xét dịu ngay, ánh quang còn tỏa lượn bay sông hồ. Một, một trích bài hành xem học trò của Đại Nương Công Tôn múa điệu kiếm khí. Lại khiến tôi nhớ về kiếm pháp danh chấn giang hồ của một cố nhân vạn kiếm quy tông của Lữ Thuần Dương. Ngọn lửa xanh lam bùng lên trên đầu ngọn thương, sau đó nhanh chóng lan xuống thân thương, đây là lôi hỏa mang lại cho ngọn trường thương sức mạnh hủy diệt vô song, thậm chí có thể xuyên thủng vạn vật. Khoảnh khắc lôi hỏa bùng cháy trên đầu mũi thương, toàn bộ động lượng thích chữ trong ngọn thương liền cạn kiệt thùy họa đắm chìm trong thế giới riêng của mình thứ ngọn giáo đâm xuyên chính là thế giới mà cô đang say sưa trong đó hư không vỡ tan kết giới nổ tung trường thương đâm vào ngực trái của thùy họa xuyên thủng cơ thể của cô chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng quang ảnh liền biến mất hóa ra thứ mà binh ma đâm xuyên chỉ là một đạo huyễn ảnh của thùy họa mà đạo huyễn ảnh này chính là do đóa sen trắng trên đầu ngón tay của cô hóa thành binh ma chấn kinh Chính trong lúc này bên tai lại truyền đến tiếng đao vô cùng chói tai. Đao Minh Hà phá không chém về phía binh ma, thế nhưng lại không thấy thủy hỏa hiện thân. Binh ma gào lên một tiếng, chạy về phía tầng mây, trong tầng mây lại truyền đến tiếng chiến mã gầm hí. Đao Minh Hà đuổi theo sát sao, chiến mã nhảy ra khỏi tầng mây, chạy về phía binh ma. Khoảnh khắc Đao Minh Hà sắp sửa chém xuống người binh ma, ông ta đã kịp thời nhảy lên lưng chiến mã, tránh được một đao chí mạng. Đôi cánh của tử thần được ban cho tốc độ vô song, mà chiến mã lôi hỏa của binh ma cũng nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Chiến mã bay vút lên cao, có khi lại dẫm lên mặt đất, cả mặt đất đều rung chuyển, cát mịn và sỏi quét ngang bầu trời, khuấy động các bụi lịch sử trên khắp cả đấu trường. Quả thực là một trận chiến vô cùng quỷ dị, lại chân thực vô cùng. Không có thủ đoạn ma thuật huyền bí ảo diệu nào cả, thứ mà bọn họ tranh đấu chính là sức mạnh cốt lõi và tốc độ vô thực. Những đòn tấn công của thủy hỏa và binh mã chẳng hề tuân theo phương pháp trình tự nào. Trường thương và đao minh hà quét nam vạch bắc, khó mà đoán được phương hướng. Rõ ràng binh ma đang ở phía đông, vậy mà đao của Thùy Họa lại chém về phía tây. Thế giới hoa sen của Thùy Họa có thể giúp cô tạo nên huyễn ảnh phân thân để chống lại sát kiếp, mà chiến mã binh ma đang cưỡi vào lúc sát y ập đến luôn kịp thời mang ông ta trốn lên thiên không. Điều này khiến Thùy Họa có chút kinh ngạc, cô đã đánh giá thấp giá trị của con chiến mã này. Chương 1450, Bình minh trong đêm tối thai. Người xưa thường nói muốn bắt giặc phải bắt tướng trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Xem ra, nếu không thể giết được chiến mã của binh ma thì nhất định không thể nào khiến ông ta bị thương. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời cô không thể nào xác định được phương hướng của chiến mã, càng đừng nói đến chuyện xác định lai lịch của con ngựa này. Những nơi vó ngựa đi qua đều để lại ngọn lửa màu xanh lam, đôi mắt bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu, trong miệng không ngừng phun lửa, rõ ràng là một sinh vật sống sờ sờ, thế nhưng thùy họa dù làm thế nào cũng không thể cảm nhận được thần hồn của nó trận đấu kéo dài đến lúc này thùy họa lẫn binh ma đều đang trong quá trình thăm dò lẫn nhau những đòn tấn công thực thụ vẫn chưa được thi triển không thể nhìn thấy huyền quan của chiến mã lại không thể xác định được phương hướng của binh ma thùy họa bình tĩnh dừng lại tương tự thứ mà binh ma xuyên qua vẫn là thế giới hoa sen làm thế nào cũng không thể khiến thùy họa bị thương thế nên ông ta cũng dừng lại động tác hai người cứ im lặng như vậy lơ lửng trên không trung chăm chú nhìn đối phương chiến mã này có lai lịch thế nào thùy họa hỏi xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức của tử thần thái sơ nếu không làm sao lại không nhận ra nó nói cho ra biết ngữ khí của thùy họa trở nên lạnh lùng rõ ràng rất bức thiết muốn biết thế giới cổ xưa có binh ma cũng có chiến thần con ngựa này chính là vật cưới của chiến thần tên của nó từng vang danh khắp chư thiên vạn giới gọi là vô địch xem thường khoảng cách sát ý cũng chẳng thèm để vào mắt Bẩm sinh đã ở vị trí của kẻ bất khả chiến bại, đích thực có thể nói là vô địch trong thiên hạ. Đáng tiếc, chiến mã này lại không hợp với ngươi. Vì sao chứ? Binh Ma lấy làm lạ hỏi. Giới hạn của chiến lực vốn nằm ở khoảnh khắc sinh tử, một kẻ sợ hãi cái chết vĩnh viễn không thể được tôn làm dũng sĩ. Ta nghĩ, trước khi chết chiến thần át hẳn vô cùng hối hận vì có được vô địch. Binh Ma trầm mặc, qua một lúc mới khàn giọng lên tiếng. Ngươi nói không sai, thời điểm chiến thần qua đời quả thực rất hối hận. Nếu như không có vô địch có lẽ ngài ấy đã không chết. Đây là điểm yếu của chiến thần, người có được vô địch của ngài ấy, vậy thì vô địch sẽ trở thành điểm yếu của ngươi. Binh ma chẳng thể thốt ra lời nào thêm nữa. Ngươi thua rồi, Thùy Họa lại một lần nữa lên tiếng, lời này chọc thẳng vào tâm ý của binh ma. Lúc Thùy Họa cất lên ba chữ này, tâm ma đã nổi lên trong lòng binh ma, tâm cảnh của ông ta liền xuất hiện vết nứt. Nếu tâm cảnh đã có vết nứt, làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của tử thần? Hãy giao vong hồn của các dũng sĩ ra đây, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thùy họa nói, không, ngươi sai rồi, ta không hề thua, ta còn có một cơ hội nữa. Binh ma đột nhiên nói, hửm, hướng tử mà sinh, chết không hối tiếc. Dứt lời, binh ma liền từ trên lưng chiến mã nhảy xuống, lộn ngược một vòng trên không trung, dùng mũi thương đâm thẳng về phía vô địch. Chỉ nghe thấy một tiếng hí thảm thiết, vô địch bị trường thương của binh ma đâm thẳng vào mệnh môn, cơ thể ngay lập tức vỡ tung, biến thành vô số mảnh lôi hỏa rừng rực cháy. Các mảnh vỡ lại tiếp tục nổ tung, cuối cùng biến thành một ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Hỏa viêm tụ lại thành biển lửa, linh hồn của chiến mã từ trong biển lửa hí lên một tiếng thảm thiết, tức giận chừng mắt nhìn binh ma. Binh ma xem như không thấy, mắt chừng chừng nhìn linh hồn chiến mã bị biển lửa từng chút một nuốt chừng, tan biến không chút dấu vết. Từ thân, trận quyết chiến của chúng ta bắt đầu rồi. Binh ma nói, tốt lắm, bây giờ ngươi mới coi như thực sự có tư cách làm đối thủ của ta. Mất đi chiến mã hai chân binh ma như bị đóng đinh trên mặt đất. Hai tay nắm chặt trường thương, điên cuồng dốc lực. Lần này ông ta chẳng thăm dò dự đoán gì, cũng chẳng quan tâm thùy hỏa thân tại nơi nào, chỉ một lòng mong muốn dùng chiến lực cả đời của mình dồn hết cho cây thương này. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, hai chân binh ma theo đó lúc ẩn lúc hiện. Sức mạnh phản vệ của trường thương khiến thân thể binh ma dần dần chìm xuống mặt đất, mãi cho đến khi cả người ông ta biến mất khỏi đường chân trời. Trên không trung, Thùy Hỏa cũng đang tích tụ sức mạnh, đôi cánh tử thần không ngừng run rẩy. Binh ma đã từ bỏ chiến mã, thủy hỏa cũng từ bỏ thế giới hoa sen nho nhỏ của mình. Mặt đất rung chuyển vì binh ma tích tụ sức mạnh, màn trời cũng vì thủy hỏa dồn lực mà run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, mặt đất vỡ vụn, vụ nổ dữ dội khiến cho sỏi cắt cuồn cuộn, khói bụi chưa kịp tan đi thì vật chất bị vỡ vụn đã tạo thành loạn tượng hỗn độn. Giữa màn sương mù hỗn loạn, binh ma giơ thương đâm về phía thủy hỏa. Gần như cùng lúc đó, thủy hỏa vung đao chém xuống lưỡi đao chém về phía mũi thương, hai đại thần binh điên cuồng giao tranh đã đốt lên một vầng mặt trời. Giống như bình minh trong đêm tối, chương 1451, cái chết của binh ma. Trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất, mắt thấy mặt trời sắp sửa thoát khỏi vùng tối, bỗng nhiên xuất hiện một sự dao động hỗn loạn, mặt trời tắt hẳn đi, bóng tối lại lần nữa buông xuống. Sự hủy diệt thầm lặng không tiếng động diễn ra trong bóng tối. Tất cả các loại âm thanh hỗn loạn như sóng âm, năng lượng, khoảng không, dòng vật chất hư hóa, vòng xoáy và lỗ đen đều âm thầm giao nhau trong đấu trường rộng lớn, tạo nên khung cảnh của ngày tận thế. Màn đêm mà thần niệm cũng không thể xuyên qua được, thì tầm nhìn của mắt thường càng không thể nhìn rõ được. Một lúc lâu sau đó, cuối cùng bóng tối cũng tan đi, Thùy Hỏa và Binh Ma vẫn như cũ đứng ở giữa đấu trường, ánh mắt chừng chừng nhìn nhau. Cơ thể của hai người đều to lớn như nhau, dường như không ai trong họ chịu tổn hại gì. Tuy nhiên, ngọn thương trong tay Binh Ma đã xuất hiện vết nứt, Kéo dài từ đầu ngọn thương đến tận đuôi, thanh đao của Thùy Hỏa sinh ra một khe hở, không ngừng tỏa ra làn khói chết chóc. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thùy Hỏa bắt đầu vung thanh đao minh hà, lần này cô là người chủ động tiến công. Cùng với sự chuyển động của Thùy Hỏa, năng lượng hỗn loạn xung quanh cô ấy bắt đầu ngưng tụ về phía thân đao, không ngừng sụp đổ, không gian bị phá vỡ, ánh sáng bị bóp méo và biến đổi, đến mức cả khuôn mặt của cô ấy tôi cũng không thể nào nhìn rõ được mảnh vụn của không gian trộn lẫn cùng năng lượng hỗn độn không ngừng ngưng tụ về phía lưỡi đao lỗ hổng trên lưỡi đao bắt đầu hồi phục ánh sáng trên đao càng lúc càng sáng hơn sáng trói đến mức làm lóa mắt người khác đao minh hà ngày một sáng nhưng chuyển động của thủy họa ngày một chậm hơn ngày một trở nên khó khăn hơn không bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dốc đó là sự mệt mỏi rút cạn năng lượng mà trước nay tôi chưa từng nghe qua tôi và cô ấy đã từng cùng nhau trải qua sự sống chết nơi chiến trường tôi đã nhìn thấy một thùy hỏa toàn thân đầy máu, cũng từng thấy dáng vẻ khô cạn thần niệm của cô ấy, nhưng mà, chỉ có hôm nay tôi mới nghe được thấy cô ấy lấy hơi như vậy, thấy dáng vẻ nhếch nhác như vậy của cô ấy. Binh chủ vẫn lặng lẽ quan sát từng động tác của thùy hỏa, ông ta không ngạc nhiên khi đao minh hà đã trở lại trạng thái ban đầu, cũng không ngạc nhiên gì khi lưỡi đao minh hà dần dần sáng lên. Tuy nhiên, khi ông ta nghe thấy tiếng thở hổn hển mệt mỏi của tử thần, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một nét buồn bã cùng với nỗi đau buồn của ông ta, những vong hồn chết chóc xung quanh đấu trường phát ra những tiếng thở dài đầy phẫn nộ. linh hồn của bất tử dũng dĩ hóa thành một làn sương mù dày đặc màu xám tụ tập vào cơ thể của binh ma ngay lập tức bao phủ ông ta trong màn sương mù xám xịt và không bao giờ tan biến. lúc này đây, đạo ý của thủy hỏa đã được hoàn thiện hơi thở gấp gáp của cô ấy cũng đã ngừng lại. nhìn binh ma bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc màu xám, một đao này cô không thể xuất chiêu vì đã mất đi mục tiêu là binh ma. Cô biết màn sương mù sám tượng trưng cho điều gì, chính là sự kết thúc của số phận, màn tối của cái chết. Đồng thời, nó còn thể hiện sự trung thành của của những dũng sĩ. Họ sẵn sàng để tiêu tan hồn năng, hủy diệt ý chí, chỉ vì muốn để lại một tia sinh cơ cho binh ma. Nếu lúc này binh ma trốn đi, Thùy Hỏa sẽ không thể truy ra ông ta, ngay cả tôi, người ở ngoài sát cục như tôi, cũng có thể cảm nhận được khí thức của binh ma trong màn sương sám. Thân là trí tôn dưới pháp tắc đất trời, Chắc chắn binh ma không chỉ có một tọa độ đấu trường trong hư không vũ trụ Hiện giờ ông ta đã cầu đủ thời gian Chỉ cần ông ấy nguyện ý chạy trốn Bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá thời không Chạy trốn đến vị diện thế giới khác Chúng tôi không có nhiều thời gian Nếu binh ma tẩu thoát đi thì chúng tôi sẽ không tiếp tục truy lùng ông ta Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên chính là binh ma không hề trốn thoát Mà từng bước một bước ra khỏi màn sương mù Đối mặt với sát ý chí tôn đến từ thanh đao minh hà của Thùy Họa binh ma tay cầm ngọn thương lao khỏi sương mù và đâm về phía của thùy họa thùy họa do dự trong chốc lát cuối cùng cũng quyết định ra tay lưỡi đao lần theo vết nứt dọc đầu ngọn thương mà tách ngọn thương ra làm hai sau đó đầu thanh đao chém lên huyệt thần đình trên đỉnh đầu binh ma binh ma trên mặt không có một tia sợ hãi tức giận nhìn chằm chằm thùy họa ngươi có lời chăn chối gì không thùy họa hỏi đáng lẽ ta nên cùng họ chiến tử nơi xa trường từ lâu rồi sống lây lắt mấy trăm vạn năm Điều duy nhất có thể an ủi lòng ta chính là trận chiến sinh tử này với các hạ. Tại sao không muốn cùng ta đấu với Thiên đạo? Đánh bại Thiên đạo thì đã làm sao? Tất cả chúng sinh đều không còn ở trong mắt ta nữa, bọn họ có bị tiêu diệt hay không cũng có liên quan gì đến ta. Thùy Hỏa còn đang định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng huyền quan vỡ tung. Nhìn lại binh ma, ông ta đã nhắm mắt lại, toàn thân đã trở về dáng vẻ như lần đầu tiên chúng tôi đến gặp ông ấy, một pho tượng đứng ở trung tâm nơi đấu trường. Tuy nhiên bức tượng giờ đây đã thực sự trở thành một bức tượng. Những luồng xương vây quanh bức tượng không chịu tan biến, một nỗi bi thương bất thành văn. Với cái kết cục như vậy, lòng tôi cũng muôn phần thương cảm. Đi thôi, những vong hồn chết chóc này thuộc về ông ta. Tôi bước đến trước mặt Thùy Họa và nói, không, những thứ này thuộc về em, em là vua của những vong hồn. Nói rồi, Thùy Họa mở huyệt thần đình và hấp thụ toàn bộ linh thức của hồn dũng sĩ vào bên trong huyền quan. Một thái độ cứng rắn và vô tình như vậy, Thật khiến tôi lặng người. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của Thùy Hỏa không chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy giúp thanh đao minh hà ra và chém bức tượng binh ma thành từng mảnh, đồng thời thu giữ thần cách vỡn vụn còn lưu giữ linh thức của binh ma. Rời khỏi đấu trường, tôi và Thùy Hỏa tiếp tục khám phá trong hư không. Chỉ vì sự việc của binh ma mà giữa tôi và cô ấy xuất hiện sự giạn nứt. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn hấp thụ hồn của các dũng sĩ còn phải xóa sổ cả linh thức của họ càng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại muốn chiếm cả thần cách của binh ma thậm chí là hủy cả pháp thân của ông ta một thùy họa như vậy cũng quá tàn nhẫn không phải tôi quá mức mềm lòng mà quý anh hùng vì trí hướng chung lối nếu như ở thế giới xưa cũng có ma đạo với tính cách của binh ma ông ta nhất định sẽ trở thành chiến tướng của ma đạo cũng như phá quân hộ pháp thiên tôn vậy trong suốt cuộc hành trình này tôi chưa từng chủ động nói với cô ấy thêm một lời nào nữa cuối cùng Thùy Họa là người mở miệng trước, có phải anh cho rằng em rất vô tình đúng không? Em vốn là thái sơ tử thần, em lấy thần cách binh ma để làm gì? Tôi lạnh lùng hỏi cô ấy, em lấy nó tất nhiên là không thể dùng đến, nhưng có người thì cần nó. Ai chứ, tương lai anh gặp rồi sẽ biết, chương 1452, gặp lại nữ oa. Tôi không ngờ rằng Thùy Họa còn có điều giấu giếm tôi, nghe cô ấy nói ra những lời này thì tôi cũng yên tâm hơn. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, sở dĩ bí mật trở thành bí mật là vì ngoài việc không thể nói ra được thì còn có rất nhiều yếu tố khác xung quanh nó. Cũng như tôi không bao giờ chủ động với huyền quan của mình, cũng không nói cho người khác biết về vận mệnh của bản thân. Binh ma không nói cho chúng tôi biết thiên quốc ở đâu, nên tôi và Thùy Họa chỉ có thể mơ hồ lần theo những manh mối đã biết và tiếp tục đi về phía Tây. Sau khi du hành qua vô số vị diện thế giới của các vì sao, chúng tôi đến một hành tinh tỏa ra ánh sáng xanh lục kỳ lạ, trong hành tinh này, chúng tôi đã chạm mặt kẻ thù cũng là Nữ Oa nương nương. Nữ Oa là yêu hoàng đầu tiên trong nhân gian, cờ chiêu yêu triệu tập ngàn vạn yêu ma, phụng thiên thừa vật, mang đến tai họa cho nhân gian. Sau khi phục hy mất đi, Nữ Oa không thể đánh bại nữ đế nên cũng mất hết tin tức, oa hoàng cung cũng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Tôi tưởng Nữ Oa đã trốn đến vương quốc Thiên Đạo nhưng không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Hành tinh này yêu khí sung thiên, đến mức cả không gian đều tràn ngập sự sống kỳ lạ yêu khí đầy khắp, tràn đầy năng lượng làm mụ mị lòng người. Đây là nơi nào mà yêu khí nhiều đến như vậy? Tôi hỏi Thùy Hỏa, nếu như em không đoán sai, thì chúng ta hẳn là đã tới ẩn cư của nữ yêu bất tử rồi. Thùy Hỏa suy nghĩ một chút rồi trả lời, ở thế giới cũ xưa cũng có yêu tộc sao? Có chứ, người đời chỉ biết tinh linh có thể biến thành yêu, mà không biết rằng bản thân yêu cũng là một loại nhân tính. Mà từ tâm sinh ra, kỳ thực thì yêu cũng từ người mà ra. Sự giả tạo của con người là yêu, linh tính của vật chất gọi là tinh linh linh hồn con người không tiêu tán thì gọi là quỷ đất trời âm dương quái khí bỗng nhiên xuất hiện những chuyện rất kỳ lạ thần linh không chính thiện thì là tà lòng người điên cuồng biến thành ma có khuynh hướng dị đoan là xem như là ngoại đạo từ đó có thể thấy yêu và ma cũng chỉ là dị đoan ngoại đạo của nhân tính con người chứ không chỉ nói đến các loại thực vật tinh linh quái thú và dã dạ thú so với sự điên cuồng của ma yêu lại giỏi mê hoặc lòng người hơn và bóp méo các chuẩn mực đạo đức Người xưa vẫn nói khi có chuyện lạ không theo lẽ thường xuất hiện thì ắt phải có yêu, ma lợi dụng sự hỗn loạn và hủy diệt để phá hủy việc duy trì sự trật tự mà bản thân yêu không xung đột với việc bảo vệ trật tự mà khiến mọi thứ theo trật tự trở nên đầy rẫy các biến số kỳ thực bản thân yêu không thiện cũng không ác chỉ là lòng người đã quen với việc duy trì pháp tắc đất trời không thích có biến số xuất hiện cho nên yêu mới bị đánh đồng với tà giáo cùng hội với ma Thùy họa nói ô. Điều này thì ma đạo tổ sư cũng đã nhận thấy rất rõ, nên mới sáng tạo ra giáo lý hữu giáo vô loài. Cho dù là lưu phong thiên tôn thân hóa mưa sao băng ở đàm cửu long, hay là ngân hồ bạch vô nhai chiến tử nơi quy khư, những gì bọn họ để lại cho các thế hệ ma đạo tương lai đều luôn là vinh quang dạng người của nhân tính. Ma đạo có một đại quân yêu tộc, không thể chắc chắn rằng mỗi đệ tử yêu tộc đều có đạo tâm ổn định, bên trong cũng có những yêu đồ giáp tâm gây rối. tuy nhiên, ma đạo càng coi trọng sự tỏa sáng của nhân tính ở họ hơn, cái gọi là pháp truyền lục đạo, chính là con đường đúng đắn giúp yêu tà có được nhân tính. Tôi đang định hỏi Thùy Hỏa về nữ yêu bất tử thì đột nhiên nhận thấy sự dao động của một luồng thần niệm, oa hoàng của tam giới, nữ oa nương nương đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi. Tôi giật thoát cả mình, không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Oa hoàng của lúc này đã không còn uy nghi của một nữ đến nữa, cũng không còn nét thương tâm ở vực trả hồn. Cô ấy dừng chân đứng một luống hoa, kinh ngạc hỏi chúng tôi. Tạ Lan, Lâm Thùy Hỏa, sao các ngươi lại tới đây nữ oa hỏi ngươi vì sao lại ở đây thùy họa lạnh lùng hỏi còn không phải nhờ phước đức của ma đạo tổ sư sao sau cái chết của phục hy ta mất hết hy vọng được yêu hoàng bất tử truyền cảm mà đến được nơi này từ đó dưới sự che chở của yêu hoàng mà một lòng trung thành hộ đạo nữ oa đáp lời chúng tôi đến nơi này chính là để tham kiến yêu hoàng các ngươi tìm yêu hoàng để làm gì muốn hỏi về vương quốc thiên đạo thiên lộ nằm nơi nào cái gì các ngươi thật to gan lớn mật, dám đánh chú ý đến cả vương quốc thiên đạo. Nữ oa kinh ngạc hỏi, thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên, nữ oa trên mặt tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên là bà ta không biết những chuyện đã xảy ra sau đó, ký ức của bà vẫn còn dừng lại ở vực trả hôn. Bà không biết sự sụp đổ của tam giới thái cổ, cũng như không biết đến sự diệt phong của tứ linh thần thú và đại quân thiên sứ. Trong ấn tượng của bà ta, Thùy hỏa vẫn chỉ là tử thần của thái cổ minh giới, còn tôi vẫn là ma đạo tổ sư, Người tự xưng mình là đứa con của vận mệnh. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Nữ Oa giờ đây đã không còn mối liên hệ nào với Thiên đạo nữa. Tam đại hỗn độn thần thú đã có công tạo dựng, sáng lập với chúng sinh nhân gian, Nữ Oa cũng có những cống hiến không thể chối bỏ. Mặc dù bà từ rất sớm đã bị Thiên đạo dụ dỗ trở thành đồng phạm của Thiên đạo, nhưng bà ta vẫn còn để lại cho nhân gian vô số nhân quả liên đới, vậy nên vẫn có thể gọi bà là nhân văn tổ sư, cũng giống như huynh trưởng của bà là Phục Hy đại đế vậy. Mà đạo tổ sư tỏ ra yêu mến nữ oa cũng không phải là không có lý do, nếu không phải bà có khả năng giáo hóa vạn vật, đạo kiếm khí trong núi Tiểu Bạch đã đủ để tiêu diệt chân thân của nữ oa. Các ngươi đi đi, yêu hoàng sẽ không gặp ngươi đâu. Nữ oa nói, nữ oa, ta nghĩ ngươi đã có chút hiểu lầm bọn ta rồi. Thùy Hòa cười khẩy nói, có gì hiểu lầm sao, yêu hoàng chính là trí tôn vạn cổ, há có thể dễ dàng gặp ông ấy như lời các ngươi nói. Nếu không rời đi, nếu chọc giận yêu hoàng bệ hạ, chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu, đặc biệt là ngươi, tạ lan, vận mệnh chi tử. Nữ oa hận thù nhìn tôi và nói, nếu ngươi đã chắc chắn yêu hoàng có thể ăn đứt bọn ta, sao không để ông ta báo thù rửa hận cho ngươi? Thùy họa lại hỏi, ngươi, nữ oa do dự một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên u ám. Cho tàn trở về là cho tàn, cắt bụi trở về với cắt bụi, chuyện đã qua không có gì đáng nói nữa, chỉ trách ta bị thiên đạo dụ dỗ phạm phải sai lầm lớn. Các ngươi đi đi, yêu hoàng bệ hạ không có ý định chiến đấu chống lại thiên đạo, cũng không vì các ngươi mà chọc giận thiên đạo đâu. Ta đã tới đây thì không lý nào lại rời đi, yêu hoàng không gặp ta thì ta đến gặp yêu hoàng. Nói xong, Thùy Hỏa bắt đầu tiến bước về phía trước. Theo bước đi của cô ấy, chiến giáp tử thần liên y dần dần xuất hiện và cô nhanh chóng đã khoác lên người bộ chiến giáp. Cơ thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, sức mạnh vô song của thái sơ tử thần được bộc phát ra, nữ hoa kinh ngạc đến nỗi phải lui bước mấy lần. Cô ấy nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười với cô ấy, giải phóng một chút kiếm ý. Thân là kiếm chủ vĩnh hằng, sau khi đánh bại quang thiên sứ, kiếm cách của tôi đã được nâng cao thêm, uy áp của kiếm khí không còn thua kém thủy họa là bao nữa. Nữ oa không nói nên lời, quay người bay về phía nơi cô đã đến. Không lâu sau, một thanh âm to lớn từ trên không trung chuyển đến, thần thánh phương nào, dám xâm phạm thánh địa của yêu tộc ta. mươi 1453, nữ yêu bất tử tôi và thùy họa đi theo tiếng động chỉ thấy bầu trời trước mặt bỗng trở nên trong xanh như hồ nước mùa thu không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ một cây cầu màu đỏ mọc ra và lơ lửng trong cụm mây phía trên mây tiên tử múa điệu uyển chuyển tay cầm lãng hoa và giải xuống những cánh hoa thanh loan bồi hồi thụy hạc tường vân nhạc tiên phiêu phiêu say đắm lòng người tình này cảnh này thật khiến người ta nhớ đến bảo điện lăng tiêu trên thiên đình nhưng nó lại có thêm vài phần thanh tao hơn bảo điện lăng tiêu thân là yêu nhưng lại càng thoát tục hơn giả tiên gia. Một nhóm tiên tử băng qua cây cầu màu đỏ, từng bước đi như hoa sen nở rộ. Nữ hoa đang đỡ một giai lệ trong bộ cung trang, lở lửng trên không trung, từng bước đi về phía chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy không ít mỹ nhân, Thùy Họa, Nguyên Duệ và Kiêm Hà đều có vẻ ngoài duyên dáng vô song, A Lê lại có được sự thanh cao tinh khiết của Nguyệt Thần, phong chủ có sự tự do và lãng mạn phóng khoáng của gió, nữ đế vẫn mang vẻ đẹp nhân văn trong sự uy nghi bạch vô nhai lại bộc lộ vẻ quyến rũ khi đang hăng máu chiến đấu ngay cả phật gia cũng có vẻ đẹp từ bi khiến người khác khó quên tuy nhiên tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp đều không thể so sánh được với vẻ đẹp của người trong bộ cung trang trước mặt tôi cốt cách này phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt phiêu diêu hề nhược lưu phong chi tế nguyệt viễn nhi vọng chi hạo nhược thái dương thăng chiêu hà Bách nhi sát chi, trước nhược phù dung suốt lục ba. Khiên nhược tước thành, yêu như thuốc tố. Vân kế nga nga, tu mờ u liên quyên. Thể tấn phi phù, phiêu hốt nhược thần. Lăng ba vi bộ, lam miệt sinh trần sao. Sao trích từ bài thơ lạc thần phú của tào thực. Thùy hỏa còn ở bên cạnh, tôi cũng không dám nhìn quá nhiều. Khi quay người lại nhìn cô ấy, tôi phát hiện, vẻ mặt cô ấy cùng như đắm chìm vào trong nhan sắc đó. Miệng lẩm bẩm tạ lan, trước đây em cũng rất tự tin với vẻ ngoài của mình nhưng so với bà ấy thực sự kém quá xa. Thùy Hòa có cá tính mạnh mẽ, ngoại hình có thể khiến cô tự xấu hổ, thì có thể thấy được là đẹp đến nhường nào. Có người sinh ra là vì thanh kiếm, cũng có người sinh ra là để chiến tranh. Tôi nói, vậy thì bà ấy thì sao? Thùy Hòa hỏi, cha, có lẽ bà ấy sinh ra là chỉ để đẹp. Anh nói không sai, nữ yêu bất tử quả nhiên là sinh ra chỉ để đẹp, nếu không như vậy thì, thần vĩ đại của vương quốc xưa cổ cũng không để bà ấy con đường sống lẽ nào thiên đạo cũng không thể cưỡng lại dung nhan của bà ấy sao em hỏi ngược lại anh anh có thể làm được không thùy họa hỏi tôi trong lòng anh chỉ có em thôi ha ha thôi đi bây giờ anh vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với em đó là bởi vì nữ yêu bất tử vẫn chưa sử dụng mỹ thuật với anh ngay từ đầu anh cũng không thể kháng cự lại trước kiêm hà thì làm sao anh lại có thể kháng cự nữ yêu chứ bị thùy họa vạch trần tôi không nói nên lời nhưng em không lo lắng về việc bà ấy dụ dỗ anh tại sao bởi vì nữ yêu bất tử không thể động đến tình cảm được một khi bà ấy thật sự động tình bà ấy sẽ mất đi thân thể bất tử mất đi vẻ ngoài tuyệt thế biến thành một con quái vật vừa già nua vừa xấu xí điều này còn khó chịu hơn cả việc giết chết bà ấy tôi khi nghe được điều này đã không khỏi bàng hoàng nghĩ rằng nữ yêu bất tử này thực ra lại là một người phụ nữ mạng khổ như vậy nhưng tôi thấy tư thái bà ấy phong lưu thần sắc sắc sảo hẳn là bà ấy đã coi thường số phận của mình và không màng đến chuyện phong nguyệt tuy nhiên một người sống có tốt thế nào cũng không bằng hai người cùng nhau đồng hành. Đệ tử ma đạo rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng bản thân sâu thẳm tâm hồn lại rất cô độc, nếu phải sống cô độc suốt đời, tôi sẽ nhất quyết không chịu. Nghĩ đến đây, tôi hỏi Thùy Hỏa, nếu không quen biết anh, em có bằng lòng sống cô độc cả đời không? Ha ha, Thùy Hỏa cười khẩy, trả lời anh đi, Thùy Hỏa, nếu em có thể chịu đựng nỗi cô độc như vậy, cần gì phải nhìn khói lửa nhân gian suốt 400 năm từ sông Hoàng Hà chứ? Vậy nếu không quen biết anh, liệu em sẽ kết hôn với người đàn ông khác không tôi bạo dạn tiếp tục hỏi sao nào cho phép anh ăn trả lại không để em ăn nem được à thùy hòa cau mày hỏi ờ tôi lại không nói nên lời trong lòng cảm thấy chua xót nhìn thấy sự chán nản của tôi thùy hòa cười khúc khích và nói đồ ngốc có phải anh đã quên lý do tại sao em lại sinh ra rồi không hay anh nghĩ rằng đời này của em còn có cơ hội gặp những người đàn ông khác đừng quên em là mệnh cách khôi cương ngoại trừ anh ra em không có lựa chọn nào khác nếu là trước đây thùy hỏa sẽ không bao giờ an ủi tôi như thế này gần đây tình cảm của cô ấy ngày càng nồng nhiệt con người cô ấy cũng càng ngày càng dịu dàng có rất nhiều những cảm xúc lời nói ngọt ngào và cả thần sắc mà trước đây không có gần đây cũng rất dũng cảm bộc lộ ra khi chúng tôi đang nói chuyện nữ yêu bất tử đã đến trước mặt chúng tôi đứng cách đó mười trượng và thăm dò chúng tôi khi đến gần hơn mới nhận ra từng cử động của bà ấy đều khiến tôi kinh sợ đến mức không thể khống chế bản thân mình, bất lực, tôi chỉ đành nhìn xuống thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ trong tay mình, không dám nhìn bà ấy thêm lần nào. Thùy họa ngược lại lại không chút sợ hãi, đứng trong kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn nữ yêu bất tử. Hai người phụ nữ ánh mắt giao nhau, một người bình tĩnh và điềm tĩnh, còn người kia thì càng ngày càng sợ hãi. Bệ hạ, hai người này là ma đạo tổ sư tạ lan và tử thần minh giới lâm thùy họa, người mà tôi từng nhắc đến với người. Nữ oa nhẹ giọng nói, khi nghe thấy những lời này, nữ yêu bất tử thờ ơ liếc nhìn nữ oa nương nương một cái sau đó bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình bộ công trang bà ấy mặc cả trong lẫn ngoài có tận mấy chục lớp sau khi chỉnh xong bà ấy được bao bọc bởi lớp châu báu ngọc ngà phát ra âm thanh lạo xạo giống như hạt lớn hạt nhỏ rơi trên đĩa ngọc âm thanh lẫn hình ảnh đều tuyệt mỹ thực ra bà ấy vốn đã ăn diện và không cần phải làm như vậy nhưng nếu không làm điều này thì bà ấy sẽ thiếu đi sự chân thành đáng lẽ phải có cuối cùng khi chỉnh trang xong, bà ấy bước về phía trước năm trường, cúi đầu hành lễ trước thủy họa, vẻ mặt nghiêm túc nói, bái kiến tử thần đại nhân. Lời này vừa nói ra, nữ oa càng thêm phần kinh ngạc. Tại sao bệ hạ lại như vậy? Thái cổ thần ma sao nhận nổi lễ bái lại của người? Nữ oa, lời này của ngươi sai rồi. Người ta bái lại không phải tử thần của thái cổ minh giới, mà là một tử thần thái sơ quản cái chết, thiên đạo quản sự sống. Cơ thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, chính là đệ nhất thần cổ xưa dưới thiên đạo, chương 1454, chân dung thần bí. Thùy hỏa thở ơ nhìn nữ yêu bất tử, muốn nhìn thấu lai lịch của cô ta, cuối cùng lại thở dài một hơi. Ta không phải thái sơ tử thần, người không cần hành lễ với ta. Thùy hỏa nói, tử thần không thể sống lại, nhưng quỷ cang tồn tại cùng với quy luật thiên địa. Nhìn thấy quỷ cang như nhìn thấy tử thần, trong khoảng không vạn cổ, thực lực phi tôn, tu vi của ta kém xa so với cô, càng không thể không có phép tắc được. Người cũng không cần tự coi nhẹ bản thân. Ta hôm nay tới cũng không phải vì để làm khó ngươi, nhưng là vì Nữ Oa, nữ yêu bất tử hỏi, Oa đế có thể tới đây, có thể thấy bà đã hoàn toàn cắt đứt nhân quả ở nhân gian. Một khi nhân quả đã cắt đứt, nhất cử nhất động của ma đạo khi xưa sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Hôm nay ta tới là để hỏi ngươi, thiên lộ ở đâu? Các ngươi muốn đi tới đất nước của Thiên đạo. Nữ yêu bất tử kinh ngạc hỏi, không sai, ngươi không tìm nhầm người, ta biết đất nước của Thiên đạo ở đâu. Xin cho ta biết, tôi chắp tay nói, lúc tôi không lên tiếng, thần niệm của Nữ yêu bất tử đều đổ dồn vào Thùy Họa. Lúc này cô ta quay sang tôi, nhìn tôi thật sâu, trong mắt có chút mê man. Cứ nhìn một lúc lâu, phải tới khi Thùy Họa dùng thần uy cảnh cáo tôi với vẻ mặt không hài lòng, Nữ yêu bất tử mới thu hồi tâm thần, cong eo thon, uyển chuyển hành lễ với tôi, nhất mực cúi đầu, đại lễ còn lớn hơn cả với Thùy Họa. Trong miệng nói, "Thiếp thân Bạch Tinh Tuyết, bái kiến Ma đạo tổ sư." Tôi vội đáp lễ nói, Tạ Lan chẳng qua là một phàm phu tục tử nhân gian, không có thần cách trên người, không nhận được đại lễ này của cô. "Đáng giá, ngài đáng giá hơn cả tử thần." Nữ Yêu Bất Tử nói, Thùy Họa hừ lạnh, vẻ mặt không vui. Nữ Yêu Bất Tử lập tức giải thích, "Tử thần bệ hạ tự nhiên không gì sánh bằng. Ta nói như vậy là có nguyên nhân." "Nguyên nhân là gì?" Thùy Họa hỏi, "Mời hai vị đi cùng ta." Tiếp đó, tôi và Thùy Họa đi theo Nữ Yêu Bất Tử Bạch Tinh Tuyết vào trong thần điện yêu tộc của cô ta. Thần điện lầu Quỳnh điện ngọc trùng trùng điệp điệp, tiên khí phiêu phiêu, hơn hẳn phồn hoa của Thiên Đình. Khiếm khuyết duy nhất đó là nơi này quá yên tĩnh, hoang vắng hơn nhiều so với cung quảng hàn của hàng Nga tiên tử. Bạch Tinh Tuyết không giới thiệu gì thêm mà dẫn chúng tôi vào thẳng tầm cung của cô ta. So với thần điện yêu tộc, tầm cung của Nữ Yêu bất tử cực kỳ đơn giản, vậy mà chỉ có một khoảng đình quán, ba gian trúc xá. Nữ Oa vẫn đi theo chúng tôi, tới trước cổng đình viện thì dừng bước. Thiếp thân sống ở đây rất lâu, mấy vạn năm nay chưa từng gặp người ngoài." Nữ Yêu Bất Tử nói, "Nói đi, muốn chúng ta ở đây làm gì?" Thùy Họa lạnh lùng nói. Hai vị vào xem sẽ biết, đẩy cửa bước vào gian trúc xá ở giữa, trước mặt là một thần miếu cao nửa người, trong miếu có một bức chân dung được thờ. Người trong tranh có gương mặt tuấn mỹ, giữa hai lông mày có chút ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn nghi mục chiều mến, trong mắt lại ẩn chứa sự thờ ơ và mệt mỏi dường như không cách nào lay chuyển được. Tôi và Thùy Họa nhìn nhau không nói nên lời, bởi vì chúng tôi đều biết người trong bức tranh này chính là đạo tổ Ma đạo Tạ Mạt Lăng. Tôi lúc này mới hiểu tại sao Bạch Tinh Tuyết lại có biểu cảm đó khi nhìn thấy tôi. Vì tôi có cùng một số mệnh với Ma đạo tổ sư, ngay cả ngoại hình của chúng tôi cũng có phần tương đồng, nên nhìn thấy tôi cũng như nhìn thấy ông. Ba tấm chân dung của Ma đạo tổ sư đã được lưu truyền trong nhân gian. Với thần uy của ông, căn bản không có năng lực tới tinh cầu này cũng không đáng để Bạch Tinh Tuyết lập miếu thợ ông, còn cất giữ chân dung. Câu hỏi đặt ra là, nếu không phải đạo tổ thì đó là ai? Y là ai? Thùy Họa chỉ tay vào tượng thần, lạnh lùng nhìn chầm chầm Bạch Tinh Tuyết hỏi. Bạch Tinh Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết Y là ai. Cô không biết sao, Thùy Họa hỏi, nói cũng buồn cười, tên của tôi là Y đặt, thuật trường sinh bất tử cũng là Y dạy cho tôi, nhưng tôi không biết Y là ai. Bước chân dung này là tôi vẽ khi Y rời đi, nói xong, Bạch Tinh Tuyết quay đầu nhìn tôi nói, tôi luôn cảm thấy ngài rất giống y. Ta mời hai vị tới, cũng là xem hai người có thể nói ra lai lịch của y hay không. Vấn đề này nếu là ở nhân gian hỏi ta, ta có thể cho cô biết tên của y, thậm chí tất cả những câu chuyện về cuộc đời y. Ở nơi này hỏi, ta không có cách nào cho cô biết câu trả lời chính xác. Bởi vì theo hiểu biết của chúng ta, y không có năng lực tới được nơi này. Tôi nói, vậy y ở nhân gian tên là gì? Bạch Tinh Tuyết lập tức hỏi đạo tổ ma đạo tạ mặt lăng có khi nào là cố ý thay đổi thân phận rồi tới nhân giới không đối mặt với câu hỏi của bạch tinh tuyết tôi và thùy họa cùng rơi vào trầm mặc chúng tôi cho là đã giải đáp được mọi bí ẩn về đạo tổ nhưng cho tới khi nhìn thấy bức chân dung này chúng tôi mới nhận ra bí ẩn về thân thế không chỉ giới hạn ở nhân gian nghĩ lại cũng thấy rõ ràng có thể tạo ra một ma đạo đối địch với thiên đạo đạo tổ nhất định là một người có lai lịch rất lớn có lẽ đạo tổ cũng tới từ cổ giới nhưng chỉ thay đổi thân phận giống như thiên đạo. Nghĩ tới đây, tôi hỏi Thùy Hỏa trong ký ức về cái chết của Thái Sơ Tử Thần, cổ giới có nhân vật nào giống đạo tổ không? Không có, Thùy Hỏa lắc đầu nói. Nói vậy thì chúng ta cũng không thể khẳng định y chính là đạo tổ của chúng ta đúng không? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà tôi, dù sao chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy đạo tổ thật sự. Tạ Lan, muốn biết y cùng đạo tổ có phải là cùng một người không rất đơn giản. Chúng ta chưa từng gặp ông ấy, nhưng có người đã gặp rồi và em chắc chắn người đó chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết y có phải là đạo tổ của chúng ta hay không. Em nói tới cửu u nữ đế, tôi hỏi, so với nữ đế, mối quan hệ giữa người đó và đạo tổ gần gũi hơn rất nhiều. Rốt cuộc là ai? Phá quân hộ pháp thiên tôn, chương 1455, chân dung vỡ nát một. Nghe Thủy Họa nhắc tới phá quân, thần hồn tôi rung động. Đối với đệ tử ma đạo mà nói, danh tiếng của phá quân vẫn cao hơn đạo tổ, đặc biệt là 3.000 năm sau. Tinh thần của đạo tổ quá vĩ đại, khi ấy không ai có thể theo kịp ông, vì vậy các đệ tử ma đạo chỉ tôn trọng ông. Đồng hành cùng các đệ tử ma đạo trong cuộc trinh phạt chính là phá quân hộ pháp thiên tôn. Đạo tổ là biểu tượng của tinh thần, phá quân là sự tồn tại thật sự bằng máu bằng thịt. Huống hồ đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng đến là vì phá quân. Phá quân dũng cảm, sát phạt một đời, dùng uy của phá quân bảo hộ ngàn vạn đệ tử ma đạo. Thiên địa giao tranh dưới lưỡi đao em mờ dương lưỡng đoạn, không biết đã giết bao nhiêu đệ tử nhân đạo và tiên đạo, là sát thần số một trong trận chiến phong thần. Khi đạo tổ chết, phá quân cầm đao tới em phủ, một đao chém đứt vọng xuyên hà, cắt đứt dòng chảy trong 500 năm. Mặc dù chuyến đi này đã hủy hoại khí số ma đạo, nhưng thuyết minh một cách hoàn hảo cái gì là làm việc có tình có nghĩa. Vì vậy, 3.000 năm trước không có ai oán trách phá quân, 3.000 năm sau, cô thay thế ma đạo tổ sư, trở thành biểu tượng tinh thần của đệ tử ma đạo mặc dù trong lòng biết ma đạo tổ sư so với phá quân hộ pháp thiên tôn vĩ đại hơn rất nhiều nhưng khi cái tên này lọt vào tai thần hồn vẫn chấn động như cũ thùy họa ý của em là phá quân hộ pháp thiên tôn còn sống tôi hưng phấn hỏi thùy họa là tử thần trưởng quản ký ức thực ra ngay từ khi tôi nhìn thấy đại quân hy di của cô ấy tôi đã muốn hỏi về phá quân nhưng lại sợ khi hỏi ra sẽ thương tâm và nếu hy di mà phá quân hóa ra vẫn còn sống thùy họa nhất định sẽ nói cho tôi biết đương nhiên thùy họa nói em giấu anh cũng thật vất vả em không phải có ý giấu anh tất cả đều là chủ ý của hai vị thiên tôn hai vị tham lang hộ pháp thiên tôn cũng còn sống tham lang đã tới nhân gian chỉ có phá quân vẫn ở huyền quan của em em sẽ giải thích chuyện này cho anh sau bây giờ em chỉ muốn mời phá quân hộ pháp thiên tôn ra ngoài và xác định nguồn gốc của bức chân dung này nói xong thùy họa bắt đầu tập trung tâm thần chuẩn bị mở huyệt thần đình đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn bạch tinh tuyết vẫn đứng ở một bên lạnh lùng nói cô ra ngoài thần tình bạch tinh tuyết hơi thay đổi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói ra lời xoay người im lặng bước ra ngoài cửa ở lại đi tôi nói gì thùy họa nhướng mày nhìn tôi nếu không có cô ấy chúng ta làm sao có thể nhìn thấy bước chân dung này cho dù kết quả thế nào cô ấy cũng có tư cách ở lại chờ đáp án tạ lan anh hiểu sai rồi em để cô ấy rời đi không phải để tránh hoài nghi mà lo lắng cô ấy sẽ bị sát khí của phá quân đả thương. Anh từng thắc mắc tại sao em lại muốn giết chết ma binh, hiện tại em cho anh biết. Em giết ma binh chính là vì phá quân sống lại. Thùy họa nói, phá quân hộ pháp thiên tôn hiện đã hấp thụ hoàn hảo thần cách của ma binh, đồng thời lấy đi toàn bộ linh hồn của dũng sĩ trong đấu trường dùng để ngưng tụ âm thể. Sau khi thân hóa hy di tuy rằng có thể hiện hóa phản chiếu, nhưng bản thân hy hòa sẽ không nâng cao tu vi, khi còn sống có bao nhiêu thì sau khi chết cũng có bấy nhiêu, bởi vì hy di là một thể năng lượng bất biết và ổn định. M thể thì khác, âm thể giống như tiền thân của Hoàng Hà Nương Nương, nó hoàn toàn có thể kế thừa sức chiến đấu khi còn sống và tiếp tục tu luyện. Dưới sự giúp đỡ của Thủy Hỏa, Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn đã hấp thụ linh hồn của dũng sĩ và ngưng tụ ra được một thân bá chủ vô song sinh sát âm cực. Pháp Tắc Phá Quân cùng với thần cách ma binh hợp nhất, lại thêm chiến lực của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn cải tiến vô hạn, biến quân uy dùng cho chính mình, trở thành chủ thể chiến tranh xứng đáng cực đạo sát binh. Chương 1456, chân dung vỡ nát 2. Phá quân vô pháp thiên tôn như vậy, một khi xuất hiện trong trận chiến đại quân sát phạt, chỉ có thể dùng bất khả chiến bại để hình dung. Đáng tiếc là vì sát khí quá nặng, phá quân hộ pháp thiên tôn chỉ có thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu không, dù cô xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ thành nơi tử địa, còn những người tiếp xúc với cô, trừ phi là cùng một trận doanh, không thì sẽ bị sát khí đả thương. Nghe Thùy Họa giải thích, tôi liền yên tâm. Nếu Bạch Tinh Tuyết là đệ tử ma đạo, cô ta không sợ bị Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn làm tổn thương, nhưng cô ta không thể nào trở thành đệ tử ma đạo được. Đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, Bạch Tinh Tuyết cả đời không thể động tình. Bạch Tinh Tuyết im lặng rời đi, tôi lặng lẽ đứng bên cạnh Thùy Hỏa, chờ đợi sự xuất hiện của Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn. Khi Thùy Hỏa chậm rãi nhìn vào thần đình, nhiệt độ trong trúc xá giảm xuống nhanh chóng, sau đó, một luồng sát ý bắt đầu nảy sinh. Sát ý khởi sinh, hàn băng thấu xương, trên thân vạn thiên sấm ngôn kiếm dùng mắt thường cũng thấy được một tầng xương tuyết đang tích tục trúc xá kêu cọt kẹt hương không chịu được khí lạnh mà tắt ngúm nhiệt độ càng giảm nhiệt huyết trong tôi lại càng trỗi dậy đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng đã ba nghìn năm tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi có thể tận mắt nhìn thấy phá quân hộ pháp thiên tôn đột nhiên một bóng dáng màu đỏ bay ra từ trong huyệt thần đình của thùy họa hóa thành quả cầu xương đỏ dần dần ngưng tụ thành hình người trước mặt thùy họa quay mặt về phía thần điện quay lưng về phía chúng tôi tôi muốn nói gì đó bị thùy họa dùng thần niệm ngăn cản đừng làm phiền cô ấy ừm phá quân hộ pháp thiên tôn vừa ra ánh mắt dán chặt vào bước chân dung thùy Hỏa và tôi đứng cạnh nhau ở phía sau cô im lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng tay thùy họa hơi run tôi cũng vậy phá quân và đạo tổ càng là sự phản chiếu của tôi và thùy Hỏa. chỉ là chúng tôi may mắn hơn cái kết của họ rất nhiều phá quân hồng y thân đứng thẳng tựa như một tác phẩm điêu khắc thần tượng trong bước chân dung giữa mày mang ý cười trong mắt có chút lạnh lùng dường như không bao giờ thay đổi thời gian trôi qua phá quân vẫn bất động gương mặt trong bước chân dung vẫn không thay đổi ngược lại tôi và thùy hỏa càng lúc càng lo lắng hai tay nắm chặt hơn cuối cùng phá quân di chuyển tiến lên một bước đối diện với thần điện sát khí của phá quân dồi dào tới mức trúc xá vốn đã không thể chống đỡ được sự hủy diệt của sát khí cùng với một bước tiến tới của cô trúc xá lập tức nổ tung hóa thành đống đổ nát. Thần điện không chịu được sự thay đổi của không khí, đang dần sụp đổ. Trên mặt chân dung có vết nứt, có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Bạch tinh tuyết kêu lên, lộ ra biểu tình đau lòng. Thần điện sụp đổ, khói bụi mù mịt, bước chân dung mất đi điểm tựa, bay lơ lửng trên không, bị sát khí xé thành từng mảnh, hóa thành bột phấn, bay giải rác trong không khí trong ngọn lửa hừng hực. Tôi và Thùy Họa nhìn nhau, đều không giấu được sự thất vọng. Bước chân dung tan nát, đủ để chứng minh người trong tranh không phải là đạo tổ, mà mọi dấu vết liên quan sẽ không bị sát khí phá quân phá hủy. Phá quân từ từ quay lại, tôi nhìn thấy gương mặt cô đẫm nước mắt. Không có nỗi đau nào lớn hơn trái tim đã chết, dù trong lòng đã nguội lạnh 3.000 năm, lộ ra vết sẹo thêm lần nữa, vẫn cứ tan nát cõi lòng. Rốt cuộc vẫn không phải chàng. Phá quân hộ pháp thiên tôn lẩm bẩm nói, tôi và Thùy Họa nhìn nhau không nói nên lời, thậm chí không thể nói được một lời an ủi. Bước chân dung hóa thành bụi phấn, giải rác trong không trung thứ bị vỡ là bước chân dung nhưng nó lại càng giống tâm của phá quân hộ pháp thiên tôn hơn quay đầu nhìn bạch tinh tuyết mới phát hiện cô ta cũng có vẻ đau lòng phá quân bước tới gần cô ta vài bước lạnh lùng hỏi người lại làm sao mà thương tâm như vậy người phá hủy niệm tưởng trong lòng ta suốt ngàn vạn năm lại tới hỏi ta vì sao mà thương tâm bạch tinh tuyết nghiến răng kìm nén cơn đau thấu xương câu trả lời này khiến phá quân có chút xấu hổ bởi vì chúng tôi đánh cược bức chân dung là đạo tổ, hiện tại chúng tôi đã sai, như vậy bức chân dung chỉ có quan hệ với bạch tinh tuyết. Nếu bức chân dung bị phá hủy, thì chúng tôi đã mang nợ cô ta. Y ở nhân gian gọi là gì? Bạch tinh tuyết phá vỡ bầu không khí, ngượng ngùng hỏi. Tạ mặc lăng, khi ba chữ này phát ra từ trong miệng phá quân hộ pháp thiên tôn, đột nhiên giữa thiên địa phát sinh những thay đổi thần bí. chương 1457, Hư ảo đạo thần khi phá quân hộ pháp thiên tôn đọc ra ba chữ tạ mặt lăng một cơn gió nhẹ thổi qua giữa thiên địa gió thổi qua cỏ cây hồ nước thung lũng và núi non làm mặt nước gợn sóng lay động cây rừng núi non hồi đáp thung lũng trống trải vang vọng hoa cỏ lay động trong rừng vang lên tiếng thì thầm thế giới yêu tinh lạ lắm, nhờ vào tiếng gió tên của đạo tổ được gọi lớn hơn mặt lăng mặt lăng tình huống như vậy tôi đã gặp một lần khi tôi tiết lộ bí mật về thân thế của đạo tổ ở cửu nghi sơn từng nghe được tiếng thì thầm từ rừng cây và hoa cỏ, từ nhân gian tới em mờ phủ, thần đình, thậm chí là cả khoảng không vũ trụ ở thiên ngoại, mỗi một nơi đạo tổ từng để lại dấu vết, đều có tiếng gọi từ những cường giả năm xưa. Lúc này âm thanh đó lại vang lên, tâm tình tôi vô cùng kích động. Người kích động nhất chính là phá quân, mạt lăng chính là tình yêu cả đời của cô ấy, trải qua 3.000 năm cô đơn và tuyệt vọng, cô vẫn nghe được có người gọi tên người yêu mình, sao cô ấy có thể không hưng phấn đây. Em mờ thanh ẩn trong gió, Gió thổi không chút dấu vết, âm thanh cũng theo gió mà biến mất không để lại dấu vết. Nhưng khi gió thổi tung lớp bụi từ bước chân dung nằm giải rác trên mặt đất, lớp bụi tụ lại trong gió, dần dần hóa thành hư ảnh của một nam nhân. Gương mặt mờ mịt, nhìn không rõ ràng, nhưng rõ ràng chính là người trong bức họa. Là chàng sao, phá quân hộ pháp thiên tôn xúc động nhìn nhìn hư ảnh mờ nhạt hỏi. Hư ảnh lơ lửng trong không trung đối mặt với phá quân hộ pháp thiên tôn, dường như đang nhìn chầm chầm vào cô ấy là chàng sao, phá quân hỏi lại, hư ảnh không lập tức trả lời mà bay về phía phá quân. Nhìn hư ảnh ngày càng gần mình, phá quân hộ pháp thiên tôn càng thêm kích động. Ngay khi phá quân hộ pháp thiên tôn đưa tay chạm vào cánh tay của hư ảnh, hư ảnh lại lướt qua cô ấy rồi đáp xuống trước mặt bạch tinh tuyết. Tới trước mặt bạch tinh tuyết, hư ảnh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô ta, giọng điệu trống giống nhưng tràn ngập sự thương cảm vô tận nói, nhiều năm như vậy, vất vả cho nàng rồi. Một câu nói dịu dàng, bạch tinh tuyết liền rơi lệ đừng khóc đừng động tình như vậy hoa mới không tàn hư ảnh nói nhưng ta hối hận rồi bạch tinh tuyết khóc nói khi ấy nàng hỏi ta trên đời này có loài hoa nào không bao giờ tàn ta dạy nàng trường sinh quyết lúc này nàng đã đạt được nguyện vọng tồn tại cùng với thiên địa sao lại hối hận ta trường sinh bất lão chàng lại một đi không trở về trường sinh đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì nữa có lẽ sinh mệnh vốn là vô nghĩa khi câu nói này phát ra từ miệng hư ảnh tôi có thể biết ngay rằng hư ảnh trước mặt tôi chắc chắn không phải là đạo tổ. Đạo tổ không phải người theo chủ nghĩa hư vô, nếu không thì ông đã không tạo ra ma đạo. Chúng sinh bình đẳng không bỏ lại ai, đây là ý nguyện vĩ đại cỡ nào. Làm sao một người có thể coi tám chữ này là lý tưởng lại có thể nói sinh mệnh vô nghĩa. Nhưng nếu hư ảnh không phải đạo tổ thì tại sao thiên địa lại gọi tên y? Tôi rất bối rối, nhưng tùy họa trông lại thả lỏng hơn tôi nhiều. Là tử thần, cô ấy càng hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh hơn em có cảm thấy ông ấy chính là đạo tổ của chúng ta không tôi dùng thần niệm hỏi phải cũng không phải ý gì thế người trước mắt chúng ta chính là tiền thân của đạo tổ có lẽ đã trải qua thất bại thảm hại đắm chìm trong hư vô không cách nào tự giải thoát mà đạo tổ của chúng ta hẳn là ông ấy sau khi thức tỉnh trở về em chắc chắn vậy sao bản thân sinh mệnh vốn là vô nghĩa chỉ có cái chết mới hiểu được ý nghĩa thật sự của bản chất con người nếu không trải qua sống chết làm sao chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh nếu xác thực là đạo tổ vậy ông ấy là tồn tại như thế nào chúng ta đều biết đạo tổ đã hóa hy di trở về với thiên địa ông ấy ở chỗ này lại là gì dấu chân của quá khứ tiếng vọng của ký ức tử thần có thể thông qua ký ức mà tái sinh em có thể mang đạo tổ trở lại không tôi hỏi sao phải vậy cho dù em có thể biến hình ảnh phản chiếu thành thật thì đó cũng không phải ông ấy mà đúng vậy cho dù Thùy Họa sử dụng những ký ức trước mặt như một linh hồn để tái tạo hư ảnh, thì rốt cuộc đó cũng không phải ma đạo tổ sư của chúng tôi. Nếu không thì hư ảnh ấy đã chẳng lướt qua phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và đứng ở trước mặt Bạch Tinh Tuyết. Đối mặt với những lời nỉ non dịu dàng của hư ảnh và Bạch Tinh Tuyết, nỗi đau và sự thất vọng vô tận hiện trên gương mặt phá quân hộ vệ Thiên Tôn. Nếu nói phá quân khi xưa là một vị chiến tướng thiết huyết sát phạt, thì cô ấy ở trước mắt lại đang lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình. May thay, sau khi hư ảnh và bạch tinh tuyết nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng xoay người tiến về phía phá quân hộ pháp thiên tôn. Ta không biết cô là ai, nhưng ta được gọi tỉnh nhờ cái tên mà cô nói. Không nghĩ tới người thậm chí còn không nhớ tên mình, ta đương nhiên biết ta là ai, ta là đạo thần, là đạo thần trong nguyệt cổ giới. Chư thần không phải vạn năng, đạo thần thì toàn năng. Ha ha, ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy, sao chưa từng có người nhắc tới ngươi? Phá quân hộ pháp thiên tôn cười lạnh nói vì đạo thần chưa từng hiện nguyên hình thậm chí có thể nói ngoại trừ những vị thần vĩ đại cổ giới căn bản không biết tới sự tồn tại của đạo thần hư ảnh nói nói vậy thì sự tồn tại của đạo thần có ý nghĩa gì một câu này khiến hư ảnh dừng lại nếu một người chưa từng xuất hiện với nguyên hình mà chỉ có thể trộm thần vị của người khác rồi náo loạn thế giới thì sự tồn tại của y có ý nghĩa gì một người mà không có bản ngã đối với ta không xứng là người phá quân lạnh giọng nói thêm cô hư ảnh tức giận chỉ vào phá quân nhưng lại không thể nói lời phản bác ngươi có thể hóa thân vào ngàn vạn người nhưng lại chẳng bao giờ là chính mình đạo thần ta thấy ngươi thật đáng thương tạ mạt lăng là ai là một người vĩ đại vĩ đại hơn nhiều so với vị thần vĩ đại trong miệng ngươi nhiều không thể nào trên thế giới này vĩnh viễn không có ai có thể so được với vị thần vĩ đại đương nhiên có đừng quên lời ngươi vừa nói chư thần không phải vạn năng đạo thần không gì không thể nếu một ngày ngươi đoạt đi thần vị của vị thần vĩ đại, chẳng phải ngươi cũng vĩ đại như hắn sao? Tiếc là, ta đã thất bại rồi. Hư ảnh lầm bẩm hóa ra ngươi thật sự đi cướp thần vị của vị thần vĩ đại. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, ta đã không bị hư vô nuốt chừng. Ta tưởng mình đã thành công, nhưng tất cả những gì ta thấy chỉ là hư vô. chương 1458, Đạo Thần Giải Hoặc một Thiên đạo là hư không đại quân, đạo thần đã cướp đi thần cách của vị thần vĩ đạo, nên thứ mà ông ta có thể nhìn thấy chỉ là hư không trống rỗng vô tận hư vô đã phá hủy ý chí của ông ta xóa sạch sự tồn tại của ông ta khiến đạo thần nghi ngờ sự tồn tại của chính mình gieo rắc mầm mống nghi ngờ trong lòng ông ta và rồi ông ta mãi mãi đắm chìm trong hư vô vì thế ông ta mới nói ra câu cuộc sống chỉ là vô nghĩa có thể nói sai lầm ngu xuẩn nhất của đạo thần là không nên cướp mất thần cách của vị thần vĩ đại chỉ trách ông ta quá tự phụ trên đời này nào có vị thần linh nào có năng lực toàn diện nên tất nhiên không phải chuyện khó khăn gì, đạo thần cũng giải quyết êm đẹp được. Đạo thần không tiếp tục hỏi Tạ Mạt Lăng là ai, có lẽ ông ta cũng phần nào đã đoán được đáp án, hay có lẽ ông ta hoàn toàn không thèm việc đó để vào mắt. Hoặc có khả năng khác nữa, ông ta sớm biết mình sắp tan biến hoàn toàn khỏi thế gian rồi. Đạo thần đi về phía Thủy Hỏa, là một vị thần cường đại, gần như toàn năng trong thế giới cổ xưa, chắc chắn ông ta có thể xác định thần cách thái sơ tử thần của Thủy Hỏa. Ta từng muốn cướp thần vị của ngươi đấy đạo thần trầm giọng nói với thủy hỏa và ta nghĩ là ông đã thất bại thảm hại thủy hỏa thờ ơ đáp lại đúng vậy ta đã thất bại thiên đạo có sự trống rỗng mà sinh mệnh không thể chịu đựng được và tử thần cũng có nỗi bi ai mà sinh mệnh không thể tiếp nhận thiên đạo khiến ta rơi vào sự trống rỗng vô tận còn tử thần khiến ta cảm thấy cuộc sống trở nên vô vọng vậy nên ông đã chọn cách tự sát để giải thoát chính mình sao đúng vậy thần linh không phải là kẻ toàn năng đối với đạo thần ta đây thì không gì là không thể nếu ta không muốn chết, pháp tắc thiên địa cũng không thể làm gì ta. Đáng tiếc, cuối cùng ông cũng đâu tự sát thật, cô nói vậy là có ý gì? Đạo thần nhướng mày hỏi, nếu ông thật sự tự sát, trên thế gian này sẽ không còn có tạ mạt lăng nữa. Đạo thần bị chọc trúng chỗ đau, đành mím môi im lặng, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng, ông ấy, rốt cuộc là người như thế nào? Ta không có tư cách bình phẩm về hành vi của đạo tổ có lẽ ông nên đi hỏi phá quân hộ pháp thiên tôn xem sao phá quân không đợi đạo thần lên tiếng đã nói thẳng ông có thể hóa thân thành hàng ngàn vạn người nhưng ông ấy đặt hàng ngàn vạn người đó vào tim vĩnh hằng kiếm chủ hay thái sơ tử thần là những vị cường giả mà dù ông vẫn còn đang ở trong thời kỳ hoàng kim ông cũng không dám đắc tội nhưng bọn họ tình nguyện cúi đầu hạ mình trước mặt ông ấy kính cần gọi ông ấy hai tiếng đạo tổ dù buộc họ sống hay chết vì ông ấy họ cũng không có lấy một lời oán thán Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu? Hóa thân thành hy di, cùng đồng quy với thiên địa. Phá quân hộ pháp thiên tôn cao mày, buồn bã nói. Ha ha, kết cục không phải cũng thảm hại giống như ta đấy thôi. Tất nhiên là khác chứ. Mặc dù đạo tổ đã ra đi, nhưng hàng ngàn đệ tử ma đạo, thậm chí cả tam giới nhân gian đều mãi mãi nhớ tới ông ấy. Ma đạo bất diệt, đạo tổ mãi mãi tồn tại trên đời này. Tôi gióng giạc nói lớn, nếu ma đạo bị diệt phong thì sao? Đạo thần nhìn thẳng vào tôi, lạnh giọng hỏi tôi mím môi không thể trả lời câu hỏi của ông ta cả thùy hỏa và phá quân hộ pháp thiên tôn đều cúi đầu im lặng cuộc chiến chống lại thiên đạo không một ai dám chắc chắn họ có cơ hội giành chiến thắng hay không quang thiên sứ chỉ đại diện cho một phần sức chiến đấu của thiên quốc nhưng lại có thể hủy diệt thái tam cổ giới còn hiên ngang để lại thương thiên tặc cắm sâu vào huyền quan của tôi huyền quan của tôi vốn là con át chủ bài mạnh nhất dùng để đối phó với thiên đạo giờ đây ngày ngày bị thương thiên tặc nuốt chừng từng chút một, đến cuối cùng không thể thoát khỏi số phận hủy diệt. chương 1459, Đạo Thần Giải hoặc hai Nếu tôi không có huyền quan thì làm sao đủ sức chống lại thiên đạo đây? Chỉ dựa vào kiếm vạn ngàn châm ngôn trong tay, thì cho dù tôi cần quét cả thiên quốc cũng chưa chắc động được một cọng tóc của thiên đạo. Ngoài thiên đạo, không ai có thể sống mãi với thời gian. Cho nên, trên đời này căn bản không có sự tồn tại nào kéo dài vĩnh viễn, ngoại trừ sự chống rỗng tuyệt đối. Đạo thần thờ ơ nói: Ông thật sự nghĩ rằng thiên đạo là kẻ vô địch sao? Thùy hỏa không phục hỏi lại: Cho dù đối đầu với cả thế gian, chúng ta cũng không thể đánh bại hắn. Trừ khi, đạo thần ngập ngừng trong giây lát. Trừ khi cái gì? Tôi sốt sắng hỏi. Những thứ tồn tại trên đời đều nằm trong lòng bàn tay khống chế của thiên đạo. Muốn đánh bại thiên đạo, chúng ta chỉ có thể dựa vào tương lai. Đạo thần trầm giọng nói: Tương lai sao? Đúng vậy, thiên đạo đã sống từ xưa đến nay rồi ngay cả pháp tắc thiên địa cũng bất lực không hạ gục được hắn ta không có gì có thể thoát khỏi bàn tay khống chế của thiên đạo hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát tàn độc của hắn muốn đánh bại hắn chỉ có thể dựa vào tương lai mà thôi nghe đạo thần nhắc đến tương lai tôi nghĩ đến huyền quan bí ẩn của mình đạo thần được người ta gọi là đạo thần vì khả năng kiểm soát sức mạnh đáng sợ của thiên tặc nếu như ông ta có thể giúp tôi xóa bỏ sự uy hiếp do thương thiên tặc gây ra huyền quan của tôi có thể trở thành vũ khí chống lại thiên đạo Nghĩ đến đây, tôi liền nói với đạo thần, không biết đạo thần có hứng thú ghé thăm huyền quan của ta không? Phải xem huyền quan của nhà ngươi có cái gì hấp dẫn ta hay không đã? Đạo thần thờ ơ nói, ta có thể đảm bảo ông nhất định sẽ không hối hận khi đi vào huyền quan của ta đâu. Ô, ta chỉ là một kính tượng tầm thường mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, thì ta cũng muốn vào huyền quan của ngươi dạo chơi xem sao. Thấy đạo thần đồng ý, tôi bắt đầu chuyên tâm mở huyệt thần đình ra. Lúc này, Thùy Họa dùng thần niệm nhắc nhở tôi, tạ lan, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đạo thần là địch hay bạn, anh tự tiện cho chép ông ta đi vào huyền quan của anh như vậy, đúng là quá mạo hiểm rồi. Anh không còn lựa chọn nào khác, tôi cười trừ, rũ rượi nói. Nói xong, tôi mở huyệt thần đình ra, đạo thần hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào huyền quan của tôi. Ngay khi ông ta vừa xuất hiện, ngay lập tức bị thương thiên tặc đang lơ lửng trên bầu trời thu hút, Suốt mấy ngày qua, thương thiên tặc đã dần dần ăn mòn sức mạnh huyền quan của tôi, sát ý hủy diệt ngưng tụ trong đó ngày càng nghiêm trọng nặng nề hơn. Khi sức mạnh huyền quan bị cây thương đáng chết đó cướp đi hoàn toàn, sát ý hủy diệt đạt đến cực điểm, huyền quan của tôi sẽ bị nó phá hủy, đồng thời con dân ma đạo của tôi cũng sẽ không thoát khỏi số phận diệt phong. Tôi mời đạo thần vào huyền quan của mình vì tôi muốn ông ta giúp tôi loại bỏ mối đe dọa của thương thiên tặc. Thùy họa nói bọn họ còn chưa quyết định xem đạo thần rốt cuộc là thiện hay ác, nhưng bây giờ tôi nào có lựa chọn khác đâu nếu ông ta cầm súng đe dọa tôi tôi cũng chỉ còn cách giơ hai tay đầu hàng nếu ông ta sẵn lòng giúp tôi chinh phục thương thiên tặc điều đó giống ban cho tôi cơ hội tái sinh đạo thần bây giờ chỉ một hóa thân của kính tượng ý chí mà thôi có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào mà tôi đã không còn nhiều thời gian nữa chỉ còn nước lấy mạng sống của mình ra đánh cược bằng mạng thương thiên tặc chẳng trách ngươi muốn ta bước vào huyền quan của ngươi mong đạo thần tiền bối ra tay giúp đỡ đúng là ta có thể giúp ngươi tiêu trừ sát ý của thương thiên tặc, giúp ngươi loại bỏ mối nguy hại cho huyền quan của ngươi. Nhưng, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi chứ? Đạo thần lãnh đạm hỏi, thương thiên tặc là món quà đáp lẽ của tôi dành cho tiền bối. chương 1460, cái gọi là trùng sinh một. Đạo thần đã đồng ý bước vào huyền quan của tôi với một điều kiện. Đó là trước khi ông ta rời khỏi huyền quan, tôi không được phép vào huyền quan nữa, nói cách khác. Chỉ cần ngày nào ông ta không ra khỏi huyền quan của tôi, thì ngày đó huyền quan vẫn không thuộc về tôi. Tôi đồng ý với ông ta, thứ nhất vì tôi không có lựa chọn nào khác, thứ hai là vì tôi cam tâm tình nguyện giao huyền quan cho ông ta. Đạo thần không phải là đạo tổ, thế nhưng đạo tổ nhờ đạo thần mới đến thế gian này. Trong huyền quan của tôi có một tòa điện vô danh uy nghi tráng lệ, trong lòng tôi thật sự hy vọng, một ngày nào đó đạo thần có thể trở thành chủ nhân của điện vô danh. Giải quyết xong chuyện đạo thần, phá quân quay trở lại huyền quan của Thùy Họa, sau đó hai người chúng tôi tạm biệt Bạch Thăng Tuyết. Ta muốn đi cùng hai người. Bạch Thăng Tuyết đột nhiên nói. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai chúng tôi, bởi vì Bạch Thăng Tuyết và Nữ Oa luôn đứa về phe Thiên Đạo. Trên thực tế, nếu không có Thiên Đạo đứng đằng sau trợ giúp, Bạch Thăng Tuyết sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp tắc Thiên Đạo. Nữ Oa may mắn sống sót từ thời thượng cổ cho đến ngày hôm nay là nhờ bà ta được Thiên Đạo ban cho phép trường sinh bất tử, giúp kéo dài tuổi thọ của bà ta. Tại sao chứ? Thùy Hòa cao mày nhìn Bạch Thăng Tuyết hỏi. Nếu thế gian không có ngài ấy, trường sinh bất lão cũng đâu còn ý nghĩa gì với ta nữa đâu. Đừng quên khi xưa chính bà đã chọn làm một đóa hoa không bao giờ héo. Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn vội nói, đúng vậy, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, cho dù cánh hoa có biến thành bùn nhão, nghiền nát thành cát bụi thì nó vẫn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng. Ta đã sớm chán ngấy những tháng ngày tự cho mình là thanh cao rồi. Bà vốn không nên động tình, chỉ cần một bước sẩy chân, bà sẽ mất hết tất cả tóc bạc phai nếp nhăn héo mòn cơ thể, phá quân lại nói thêm. Nhan sắc tàn phai, dung nhan héo mòn, hàng nghìn năm trước, ta luôn trân trọng dung mạo tuyệt mỹ của mình, nhưng bây giờ ta càng trân trọng cuộc sống tự do tự tại hơn, yêu những gì mình muốn yêu, nghĩ về những gì mình muốn nghĩ. Cô không cần cật lực đè phòng ta đâu, người ta thích là đạo thần, không phải tạ mạt lăng của cô. Lời nói thẳng thắn của Bạch Thăng Tuyết khiến phá quân vốn lạnh lùng cũng phải ngập ngừng không nói nên lời. Lúc này, Thùy Họa nhếch miệng cười, truyền một tia thần niệm vào trong lòng, người em thích là anh, không phải tạ mặt lăng. Cũng may mối quan hệ giữa anh và đạo tổ đã được làm rõ từ lâu, nếu không, anh không biết phải đối mặt phá quân pháp hộ thiên tôn thế nào đây nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng tôi và đạo tổ có chung vận mệnh, nhưng sau này danh tính đứa con của vận mệnh đã xóa bỏ suy nghĩ này. Chúng tôi là hai người riêng biệt, nhưng chúng tôi gánh vác chung một sứ mệnh. Còn mối quan hệ giữa đạo tổ và đạo thần lại khác, bởi vì đạo tổ và đạo thần đúng thực là cùng một sinh mệnh đạo thần lạc lối đắm chìm trong hư vô rồi đánh mất chính mình trong khi đạo tổ thoát khỏi hố sâu hư vô tìm được ý nghĩa của cuộc sống nghĩ tới đây tôi bèn dùng thần niệm hỏi thùy họa anh thật sự rất tò mò nếu đạo tổ còn sống thì khi ông ấy có cơ duyên gặp được đạo thần ông ấy sẽ có cảm giác như thế nào họ có chung một sinh mệnh tất nhiên sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau trừ khi trừ khi sao cơ Trừ phi đạo thần có thể giành được ký ức của đạo tổ, nếu vậy, bọn họ sẽ trở thành cùng một người, vì dù sao đạo thần chính là đạo tổ mà. Nhưng điều này không có khả năng xảy ra đâu, đạo tổ đã đồng quy cùng thiên địa, em không thể tìm thấy bất kỳ ký ức nào liên quan đến ông ấy hết. Chương 1461, cái gọi là trùng sinh 2. Có mà, ở trong huyền quan của anh, tôi kể cho Thùy Họa nghe việc trong huyền quan của tôi có một tòa điện vô danh, điện vô danh là nơi đạo tổ pháp truyền lục đạo ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du tứ hải chúng sinh ra hữu duyên man đạo hùng quan chân như thiết vô danh cung nội tận lượng ngôn sao ngũ hành có thể tùy ý du hành cùng ta vạn vật trên thế giới đều có số mệnh đường rộng đèo lớn chân vững trái như sắt cùng vô danh uy nghiêm tráng lệ tôi tin rằng dù điện vô danh dùng cách gì để xuất hiện trong huyền quan của tôi thì trong đó chắc chắn cũng phải chứa đựng ký ức về đạo tổ ngoài ra còn có thương thiên tạc trong huyền quan của tôi sao thiên tặc đã bị thiên đạo luyện chế, cho nên với tư cách là nguồn sức mạnh của đạo tổ, thương thiên tặc nhất định cũng chứa đựng ký ức của đạo tổ. Chỉ cần hư ảnh đạo thần có thể nhanh chóng thu thập tất cả ký ức của đạo tổ trước khi ý thức của ông ấy tan biến thành cát bụi, khi đó ông ta sẽ đánh thức thức thần của đạo tổ, hai người sẽ hợp nhất thành một thể. Khi đó, Thùy Hỏa sẽ dùng ký ức của mình để hồi sinh đạo tổ, kính tượng sẽ được diễn hóa thành thể thực, đạo tổ sẽ có cơ hội trở về với trời đất. Tạ Lan, ký ức tái sinh vốn dĩ không phải là trùng sinh thực sự đâu, chỉ là tái hiện lại một cách hoàn hảo mà thôi. Một đạo tổ giả tạo kiểu đó, thật sự là người chúng ta cần sao? Thùy Hòa kể khi phong chủ cầu xin cô ấy giúp Huyền Minh hồi sinh, cô ấy cũng từng do dự vì điều này. Thùy Hòa quả thực có thể hồi sinh Huyền Minh, nhưng Huyền Minh thật sớm đã xuống suối vàng rồi, cô ấy chỉ có thể dùng trí nhớ của mình để khắc họa ra một vật thay thế giống hệt bản thể của Huyền Minh thật mà thôi. Kết quả tàn khốc như vậy, là điều phong chủ muốn sao? tử thần khống chế ký ức có thể dùng ký ức tồn động lại để hồi sinh người chết tuy nhiên có một số người xứng đáng được kính trọng khi họ còn sống thì khi họ từ trần cũng đáng kính trọng anh hiểu rồi anh hiểu là được rồi em thả hồi sinh đạo thần còn hơn giúp đạo tổ sống lại nếu em dám làm điều ngu xuẩn đó nữ đế và phá quân sẽ hận em thấu xương mất bởi làm thế không khác nào em đang đáng phỉ báng tình yêu chân thành của bọn họ thùy họa nói không sai khi đạo tổ còn sống ông ấy được người người kính trọng vậy nên cái chết của ông ấy cũng khiến hàng ngàn hàng vạn người phải rơi lệ phá quân và nữ đế yêu tạ mạt lăng say đắm không thứ gì trên đời có thể thay thế được ông ấy trong tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ tạ mạt lăng sớm đã không còn trên đời họ đau buồn thống khổ và rơi nước mắt vì thương tiếc ông ấy những giọt nước mắt chân thành những khao khát cháy bỏng những nỗi đau thấu tận tâm can đó cũng là một phần tình yêu thuần khiết của họ chết chính là chết rồi cái gọi là ký ức tái sinh chỉ là một cách để tử thần chiêu mộ quân đội chứ không phải là sự thương xót thực sự của tử thần. Lòng thương xót thực sự của tử thần chết, nằm ở việc quên đi tất cả mọi thứ. Hy Di thì khác, Thùy Hỏa tác động lên Hy Di, bởi vì Hy Di đã thuộc diện tiếp nối sinh mệnh của bản thể. Mà khí thức Hy Di của đạo tổ cũng đã tiêu tán thành mây khói, nếu bọn họ cố gắng phục sinh đạo tổ, chính là đang hành xử bất kính với ông ấy. Nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đạo tổ nữa. Tôi buồn bã nói, đạo tổ đã cùng đồng quy với trời đất chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy. Dù gặp hay không gặp cũng không có gì khác biệt, cần gì phải bám víu vào những thứ ảo tưởng trước mặt cơ chứ. Thùy Hòa, cảm ơn em đã giải đáp nghi hoặc trong lòng anh. Em là vợ của anh, anh cảm ơn cái gì hả? Hơn nữa em là tử thần, cho nên em hiểu biết sâu rộng về nhân sinh hơn anh là lẽ thường thôi. Lời của Thùy Họa khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng mà, bình thường cô ấy luôn xem nhẹ sự sống và cái chết của người khác, không biết liệu cô ấy có thể duy trì vẻ mặt lãnh đạm đó sau khi tôi chết hay không. Bây giờ tôi hiểu rõ, huyền quan của tôi là con át chủ bài duy nhất chống lại thiên đạo. Ngay khi tôi sử dụng huyền quan, tôi cũng sẽ đi theo con đường cũ của đạo tổ. Hóa thân thành hy di, cùng đồng quy với trời đất. Nghĩ đến đây, tôi vội nắm chặt tay Thùy hỏa. chương 1462, linh hồn nhúng tay bạch thắng tuyết sẵn sàng giúp chúng tôi tìm ra vị trí của thiên quốc đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nữ oa bệ hạ tội bất tuân với thiên đạo là tội lỗi không thể tha thứ xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ đi ạ à. nữ oa nương nương khẩn thiết lên tiếng can ngăn bà ấy nữ oa đương nhiên ta biết tội nghịch thiên nhất định sẽ không thể nhận được khoan hồng nhưng bà phải biết nếu không có ông ấy ta thả chết chứ không muốn sống thêm một ngày nào nữa trước đây ta vẫn có thể đứng ngắm bước chân dung rồi tự lừa mình dối người nhưng bây giờ ta đã biết thời gian của ông ấy không còn nhiều ta không muốn sống cô đơn lẻ loi một mình kẻ cả gan thách thức thiên đạo chính là tạ lan mà đạo tổ sư không phải đạo thần người hà cớ gì phải chết chung với bọn họ chứ nữ oa bà vẫn còn chưa hiểu sao bạch thăng tuyết lắc đầu nói hiểu gì cơ ạ à, tạ mạt lăng mà đạo tổ sư chính là nhân quả của đạo thần đồng thời cũng là lựa chọn cuối cùng của ông ấy nếu mục tiêu của ông ấy là thiên đạo từ giờ ta chỉ có thể là kẻ địch của thiên đạo thôi sau khi ta rời đi nơi này đành nhờ cậy vào bà vận mệnh của yêu tộc cũng giao phó hết cho bà bệ hạ e rằng ta không thể gòng gánh nổi trách nhiệm nặng nề này bà chỉ cần nhớ một điều thôi đó là gì ạ à? nếu muốn yêu tộc trường tồn mãi mãi thì chỉ có thể gắng sức nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay sau khi rời đi chúng tôi quay đầu lại thì thấy như hoa vẫn đứng thần thờ ở đó vẻ mặt hoang mang phức tạp sau đại nạn long phượng yêu tộc từng thống nhất nhân gian khi đó nhân loại còn chưa ra đời chư thần đã rút lui, vạn vật trên nhân gian đều bị yêu tộc khống chế. Nếu yêu tộc nhất quyết không chịu thỏa hiệp, thiên đạo cũng phải bó tay với yêu tộc. Thật không may, nữ oa không thể cưỡng lại sự cám dỗ, sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh tối thượng mà thiên đạo dùng để răn đe chư thần, nữ oa đã chọn đầu hàng để đổi lấy đạo trường sinh. Chính vì sự lựa chọn ích kỷ của nữ oa mà yêu tộc đã mất đi khí số, từ đó mất đi tư cách làm chủ nhân gian. Kể từ đó, tình hình nhân gian đã thay đổi một cách chóng mặt, yêu tộc thoái vị, và nhân tộc nhanh chóng lên nắm quyền. Với tinh thần tồn tại của con người giữa trời và đất, trở thành chủ nhân của nhân gian cho đến ngày hôm nay. Không chỉ có yêu tộc, vận mệnh của đạo môn tam đạo cũng như vậy. Sở dĩ ma đạo có thể trỗi dậy nhanh chóng sau 3.000 năm là vì ma đạo luôn duy trì vị trí độc lập giữa vận mệnh và thiên đạo. Thiên đạo đã chọn đầu hàng và phục vụ cho thiên đạo, nhưng lại là phe đầu tiên bị lật đổ. Mà phía nhân đạo cũng bị thiên đạo uy hiếp, còn không thể cạnh tranh với khí số của ma đạo có bạch thăng tuyết tận tình dẫn đường, lộ trình tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trận chiến với thiên sứ tại thái cổ thần giới, danh tiếng của tử thần đã vang rộng trong hư không, những cường giả tối cao ẩn náu trong vực sâu của hư không, cũng biết về sự tồn tại đáng sợ của tử thần. Đáng tiếc là, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thuyết phục được bất kỳ trí tôn nào tham gia chiến đấu cùng chúng tôi, ngoại trừ bạch thăng tuyết. Vì vậy, xuyên suốt khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi không đến thăm hỏi bất kỳ đấng trí tôn nào nữa, mà cả bốn người chúng tôi bay thẳng đến Thiên Quốc. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đến rìa của thế giới tinh vân nồng nặc mùi chết chóc. Cảm nhận được tử khí nồng nặc trong đám mây đen, Thùy Hỏa và Phá Quân đồng loạt dừng lại. "Cô làm hay ta làm đây?" Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn cẩn thận nói, "Cơ duyên thuộc về tôi sớm đã kết thúc, đây hẳn là cơ duyên cuối cùng của cô đấy." Thùy Hỏa mỉm cười nói, "Mối quan hệ của Thùy Hỏa và Phá Quân khá tinh tế, Phá Quân là tiền bối của Ma Đạo, cũng chính là biểu tượng của Ma Đạo." về mặt này thùy họa rất tôn trọng và yêu thương cô ấy đồng thời thùy họa là thái sơ tử thần cũng là quân vương của những vong hồn trong thiên hạ nên từ tận đấy lòng phá quân luôn cảm thấy kính sợ cô ấy may mắn thay các đệ tử ma đạo vốn không tuân theo lễ nghi giữa họ càng có tình cảm chị em kháng khít hơn ta lo thực lực của ta hiện giờ không đủ mạnh có thể dẫn đến tai họa phá quân hộ pháp thiên tôn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới thành thật nói không phải do phá quân biến thành người rụt rè thiếu tự tin Trái lại, đây là biểu hiện của sự dũng cảm. Khi một người đủ can đảm đối mặt với điểm yếu của mình, người đó mới có thể thực sự không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì. Ta sẽ đi với cô. Được, hai cô gái đã quyết định, lần lượt tiến vào thế giới tinh vân nồng nặc tử khí kia, để lại tôi và Bạch Thăng Tuyết đứng ngoài, căng thẳng chờ đợi, quan sát kỹ càng mọi chuyện để tùy cơ ứng biến. Khí tức chết chóc trong thế giới tinh vân này vô cùng nồng nặc, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, dường như ẩn chứa nỗi kinh hoàng tuyệt vọng. Bà có biết nơi này là đâu không?" Tôi quay sang hỏi Bạch Thăng Tuyết, trong thế giới cổ xưa, ngoài Thái Sơ Tử Thần ra, còn có một đấng chí tôn phụ trách quản lý vong hồn của những người đã khuất. So với Tử Thần, đấng chí tôn này có tính cách độc ác, rất hay cáo kỉnh. Những vong hồn không may rơi vào trong tay hắn, chẳng những sẽ chịu nhục nhã, bị ép làm nô dịch, còn bị hắn nuốt chửng, hấp thu làm khẩu phần ăn. Bạch Thăng Tuyết căng thẳng nói, "Tại sao Tử Thần lại cho phép tên khốn nạn đó tiếp tục tồn tại chứ?" trên đời này nào có vị thần toàn năng tử thần cũng không ngoại lệ vị trí tôn này sở hữu một năng lực rất kỳ quái hơn nữa hắn còn vô cùng tinh danh đã nhiều lần lợi dụng năng lực này để thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của tử thần đó là năng lực gì thế tôi sốt sắng hỏi tử thần có thân thể bất tử nhưng đấng trí tôn này lại có thần hồn bất tử chỉ cần sót lại một chút thần hồn không bị tiêu diệt thì hắn có thể nhanh chóng tái sinh bằng cách nuốt chửng những vong hồn đã chết khác ngoài ra hắn còn nắm giữ một thần khí vô cùng lợi hại đó rốt cuộc là thần khí gì tôi căng thẳng hỏi một cây cung săn bắn được gọi là huyền linh hồn lần này bà có nghĩ hắn sẽ trốn thoát lên trời chót lọt không tôi cau mày hỏi không đâu bạch thăng tuyết lắc đầu nói ồ có vẻ như bà rất tin tưởng vào vợ tôi nhỉ tôi mỉm cười hài lòng nói không 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 là ta có niềm tin vào cậu phá quân có khả năng càn quét thế giới của cái chết và tử thần cũng có sức mạnh khóa ấn linh hồn của vị trí tôn đó. Tuy nhiên, nếu chỉ một mình hai người họ thôi thì không thể giết được hắn ta. Ta thì có thể làm được gì? Vĩnh Hằng kiếm chủ, ngay cả quang thiên sứ cũng trốn không thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu. Một kẻ bắt hồn nhỏ nhoi thì sao mà có cơ hội chạy trốn được? Nghe bà nói như vậy, xem ra ta cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút rồi. Mời bắt đầu buổi biểu diễn hoành tráng của cậu đi. Bạch Thăng Tuyết mỉm cười nói, chương 1463, phá quân suốt đao một. Sức mạnh của linh hồn bổ thủ nằm ở chỗ hồn linh bất diệt, mà cách tốt nhất để giết được hắn ta chính là siêu độ toàn bộ hồn linh. Nếu chỉ dùng kiếm khí gươm đao sẽ vĩnh viễn không làm nổi điều này, bởi vì hồn linh có thể phân hóa thành thần niệm, chỉ cần một sợi thần niệm thoát được, linh hồn bổ thủ sẽ có thể tái sinh nơi bờ bên kia, trừ phi chúng tôi có thể phong ấn không gian, khóa chặt toàn bộ thần niệm của hắn ta. Mà điểm này vượt quá khả năng của chúng tôi, một kẻ có thể trốn thoát ngay dưới mắt của pháp tắc trời đất làm sao có thể dễ dàng rơi vào lồng giam không gian kia chứ trong những chuyến hành trình lúc trước chúng tôi đã từng gặp rất nhiều bậc đại năng trí tôn bất luận bọn họ lựa chọn thế nào chúng tôi vẫn luôn giữ thái độ tôn kính huống hồ phần lớn trong số họ thọ nguyên đã chẳng còn nhiều khó có thể sống sót sau sự phán xét cuối cùng của pháp tắc trời đất càng đừng nói đến tác động hủy diệt khủng khiếp trong cuộc giao tranh giữa thiên đạo và pháp tắc nhưng linh hồn bổ thủ thì khác thân là kẻ thù xưa nay của tử thần Hắn ta nhất định sẽ trở thành cái bóng ám ảnh trong lòng chúng sinh. Cuộc chiến với Thiên Đạo không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống, nếu như những hồn linh này đều bị Linh Hồn Bổ Thủ một ngụm nuốt sạch, hắn ta sẽ thay thế Thiên Đạo trở thành kẻ thống trị tiếp theo của vũ trụ. Đương nhiên Thiên Đạo cũng biết đến sự tồn tại của kẻ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối này, đáng tiếc ngay cả ông ta cũng đành khoanh tay bó gối. Sức mạnh chủ yếu của Thiên Đạo đến từ việc khống chế hư không, mà Linh Hồn Bổ Thủ vốn cũng là một ác linh ở vực sâu hư không hoặc cũng có thể nói hắn ta giống như một vật chứa linh hồn vĩnh viễn không bao giờ đầy. Thiên đạo chủ sinh, tử thân chủ tử, linh hồn bổ thủ trưởng quản những linh hồn lang thang giữa sự sống và cái chết. Thế nên sau khi tra được khí thức trên người linh hồn bổ thủ, sát khí trong lòng Thùy họa mãnh liệt trỗi dậy, ngay cả phá quân đã dùng hy di để chứng đạo cũng cảm nhận được nguy cơ trùng trùng. Tinh vân màu xám trước mặt kia chính là hồn giới xào huyệt của linh hồn bổ thủ. Thùy Họa và Phá Quân sánh bước tiền về phía màn sương mù mịt bao phủ khắp hồn giới, dưới chân họ là sa mạc gobi xám xịt một làn gió thổi qua làm bụi xương mục nát tung lên màn sương mù này chẳng có điểm kết thúc cũng không nhìn thấy phương hướng bất kể đi đến nơi nào cũng chẳng thể nhìn thấy ánh sáng cùng hy vọng thứ mà linh hồn bổ thủ yêu thích nhất chính là hồn linh cường đại còn những linh hồn tan vỡ và yếu đuối thì để mặc họ than khóc trong đau đớn và đấu tranh để sinh tồn trong hồn giới trải qua vô số năm hồng hoang những linh hồn này vì tiếp xúc với năng lượng tử vong trong hồn giới mà dần dần biến dị trở thành một chủng vật hoàn toàn mới, gọi là tà hồn thú. Những oán niệm tà ác và năng lượng tử vong dung hợp với nhau, tạo thành tà năng. Cũng giống như linh khí trong trời đất ở nhân gian, tà năng trở thành sinh cơ mà tà hồn thú dựa vào để sinh tồn. Linh hồn bổ thủ đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của tà hồn thú, không những vậy còn bồi dưỡng chúng trở thành đội quân thay mặt cho bản thân mình chinh phục vô số thế giới vị diệt, săn lùng chém giết những sinh vật lớn mạnh liên tục cung cấp hồn linh cho hắn ta thân là tử thần thái sơ sau khi đã đúc lại cơ thể khôi cang chiến lực của thùy hỏa đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đao minh hà chính là tạo vật cuối cùng của cô tất cả những cơ duyên thuộc về tử thần cũng đã chấm hết thiên công địa kích âm dương tuyệt diệt theo quy luật của trời đất hiện tại sức chiến đấu của thùy hỏa sẽ không thể có thêm bất kỳ cải thiện nào khác nếu không sẽ dẫn đến sự phản vệ của pháp tắc thùy hỏa không còn cơ duyên tấn thăng tu vi thế nhưng phá quân hộ pháp thiên tôn thì khác. chương 1464, phá quân xuất đao 2. Phá quân đã luyện hóa thành công thần cách binh ma, thực lực vì thế mà đột phá cảnh giới trí tôn, bản thân sau đó đã lưu lại huyền quan của Thùy Họa để âm thầm tu luyện nâng cao sức mạnh. Mà hồn giới chính là cơ hội để cô đem toàn bộ cả mộ tu hành của mình hóa thành chiến lực, cũng là cơ duyên cuối cùng để cô hợp nhất thần cách hoàn mỹ của binh ma với phá quân chi đạo linh hồn bổ thủ ngay lập tức phát giác được hơi thở của tử thần thái sơ quyết đoán phái đại quân tà hồn thú ra trận nghinh chiến vô số năm hồng hoang đã trôi qua linh hồn bổ thủ muốn xem xem kẻ tử thù xưa kia của mình còn giữ được bao nhiêu sức mạnh của ngày trước đồng thời hắn ta cũng muốn xem thử bản thân liệu có cơ hội nuốt sạch hồn năng của tử thần hay không đây chính là tâm nguyện thầm kín nhất của hắn ta khi còn ở thế giới cổ xưa chỉ là khi ấy hắn ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới ngày ngày mệt mỏi tất tả chạy trốn khỏi sự truy sát của tử thần, lang bạt khắp nơi chẳng khác nào chó nhà có tang. Mà hắn ta hôm nay đã hoàn toàn khác rồi, tử thần sau khi tái sinh cách bước chân hắn rất xa. Đại quân gồm hàng chục triệu tà hồn thú từ khắp mọi ngả bổ vây lấy thủy hỏa và phá quân, trong khi bản thân linh hồn bổ thủ dùng cây cung giam giữ linh hồn ẩn mình sâu trong màn xương mù dày đặc, chờ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu của tử thần, sau đó ra một đòn đánh úp chí mạng. Hắn ta biết tử thần có cơ thể khôi cương gần như bất tử, thế nhưng thân thể khôi cương không thể tách khỏi nguồn cung cấp năng lượng linh hồn trong khi đó ở hồn giới năng lượng này được thay thế bởi tàn năng nói cách khác chính là kể từ khoảnh khắc tử thần bước chân vào hồn giới đã trở thành con mồi của linh hồn bổ thủ chỉ cần tử thần không chịu bỏ chạy nhất định sẽ trở thành tù nhân của hắn chỉ có điều dù rằng giờ đây đã trở nên mạnh mẽ phi phạm nhưng linh hồn bổ thủ vẫn chẳng có dũng khí đối mặt với tử thần hắn tính toán điều động toàn bộ đại quân tà hồn thú Dựa vào đó để tiêu hao sức mạnh của tử thần, giảm bớt nguy cơ cho bản thân, tăng khả năng chiến thắng. Đáng tiếc là, linh hồn bổ thủ tâm tâm niệm niệm muốn tính toán tử thần, thế nhưng lại chẳng ngờ được tử thần vốn dĩ chẳng hề có ý định muốn ra tay. Đối mặt với sự vây hãm của hàng triệu đại quân tà hồn thú, người chủ động xuất thủ lại là vị hồng y nữ tử bên cạnh tử thần. Trong lúc bối rối, linh hồn bổ thủ đã dùng thần niệm để dò xét phá quân hộ pháp thiên tôn, rất nhanh sau đó liền phát hiện khí tức của binh ma trên người cô. Trong quá khứ, linh hồn bổ thủ đã từng có ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống hồn linh của binh ma cũng như của các dũng sĩ dưới trường ông ta, chỉ có điều lại bị chiến mã vô địch của người này làm cho sợ hãi không thôi. Hồn linh của vô địch chỉ hiện hình trong lôi hỏa, ông ta không cách nào thuần phục vô địch, cũng vĩnh viễn không thể giết được binh ma. Sau khi trải qua trăm cây ngàn đắng của vô số lần thất bại, linh hồn bổ thủ cũng dần dần từ bỏ tính toán của mình đối với binh ma. Thế nên vào lúc phát hiện khí thức của binh ma trên người phá quân, phản ứng đầu tiên của linh hồn bổ thủ là kinh sợ vô cùng, sau đó hắn ta cũng nhanh chóng tìm ra quan hệ nhân quả trong đó. Thế nhưng điều khiến hắn ta không hiểu chính là, tử thần vì cứ gì lại không tự mình cắn nuốt thần cách của binh ma, thay vào đó lại đưa cho vị hồng y nữ tử bên cạnh. Càng suy nghĩ cẩn thận, trong lòng linh hồn bổ thủ dần dần sinh ra một cảm giác vô cùng bất an. Có điều, hắn ta vẫn không có ý định bỏ cuộc, thậm chí dựa vào cảm giác bất an trong lòng này, hắn còn nảy sinh một ý định càng tham lam hơn. Đội quân tà hồn thú lên tới hàng chục triệu được tập hợp lại, từ khắp bốn phương tám hướng giống như thủy triều dâng lên tấn công thủy hỏa và phá quân. Sát ý dâng lên, sát khí quân uy rời non lấp bể ào ào tiến đến. Linh hồn bổ thủ cho rằng tử thần sẽ dùng thần uy của mình để ngăn chặn sát khí của thiên quân vạn mã, thật không ngờ thủy hỏa lại làm ra chuyện mà hắn ta ngàn vạn không thể ngờ tới. Cô khoanh chân ngồi trên mặt đất, đao minh hà đặt trên đầu gối. Đôi mắt đen láy nhắm lại, thần thái vô cùng an nhiên, mà phá quân trước mặt đã tiến lên một bước, rút đao liếc nhìn xung quanh. Đạo tàng từng dùng một câu để nhận xét về thủy họa, anh hùng tụ nghĩa công chưa lập, mỹ nhân để đao chấn bát hoang. Giờ đây, sau ba ngàn năm, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn lại một lần nữa xuất ra lưỡng đoạn đao. chương 1465, một biển giết chóc một. Đao của phá quân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhớ năm xưa tôi bái Khương Tuyết Dương làm sư phụ, sau khi xác lập mệnh cách liền chấp trưởng cờ chiêu hồn của ma đạo, chính thức trở thành đệ tử ma đạo truyền thuyết được nghe nhiều nhất đều đến từ phá quân đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng câu nói này cũng chính là từ phá quân mà ra thê tử của tôi mang mệnh cách phá quân tôi có thể nhìn thấy bóng hình phá quân hộ pháp thiên tôn từ trên người cô ấy cũng chính bởi vì điều này mà tôi luôn có một tình cảm vô cùng phức tạp đối với vị phá quân hộ pháp thiên tôn này thùy họa mất đi ký ức khiến tôi thấu tỏ nỗi đau khổ của phá quân từ đó càng thêm kính trọng vị nữ tướng trong truyền kỳ này của ma đạo phá quân sát phạt trinh chiến không ngừng là quân hồn của ma đạo, một bậc đại dũng bền gan, không màng sinh tử, nhấc đao xuống MT, một đao chặt đứt sông vong xuyên, khiến tam giới chứng kiến cái gọi là duy tình chi đạo, si tình bất hối một. Một duy tình chi đạo, si tình bất hối, chỉ có một tình yêu duy nhất, vì tình mà không hối hận. Ấy chính là vị nữ tử trong truyền kỳ của ma đạo, có tình có nghĩa, dũng cảm hiên ngang trước tam quân. Ma đạo đã lưu lại vô số dấu ấn đậm nét trong lịch sử đạo tàng, không có gì phải nghi ngờ khi phá quân chính là một trong số những vầng hào quang rực rỡ nhất, vượt qua cả đạo tổ, vượt qua tham lang hộ pháp thiên tôn, vượt qua thủy hỏa, cũng đồng thời vượt qua cả tôi. Đạo tổ mặc dù có công truyền pháp khắp lục đạo, thế nhưng ngài ấy lại một mình hành tẩu khắp muôn phương, bên cạnh chẳng có lấy một người đồng hành, thế nên trong đạo tàng không có một chữ nhắc đến ngài. Mà việc lập ra ma đạo cũng không phải công của riêng mình đạo tổ, trong đó có phần không nhỏ của phá quân. Nếu không có sự giúp đỡ của phá quân, Ma đạo sẽ không thể nào xuất thế trong nhân gian giữa tình hình nhân tiên hai đạo đang ở thế lũng đoạn đi kèm với truyền thuyết về cuộc đời của phá quân là một đạo đao pháp thiên địa giao trinh em mờ dương lưỡng đoạn bộ đao pháp này trong suốt một thời gian dài đã trở thành chỗ dựa lớn nhất cho thủy họa với tư cách là tướng phá quân của ma đạo mỹ nhân như đao đao như thủy bất luận là nhất đạo bạch đầu dưới thành thanh khâu hay là sát na phương hoa trên biển đông hải thủy họa đều đã thi triển hoàn mỹ vẻ đẹp chết chóc của đạo đao pháp này thế nhưng dù sao đi nữa thùy hỏa cũng không phải là chủ nhân chân chính của bộ đao pháp này cô vĩnh viễn không có cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của nó bởi vì thùy họa dùng canh kim nhập mệnh nhật kiến khôi cương sinh ra ở vùng đất em mờ dương diệt việt nói một cách khác chính là cô bình sinh vốn chẳng thuộc về âm dương không cách nào thể ngộ được cái gọi là trái tim quyết tuyệt cần thiết để tách rời giữa âm và dương đối mặt với sự vây công của đại quân gồm hàng chục triệu tà hồn thú phá quân đã rút ra lưỡng đoạn đao lưỡng đoạn đao ban đầu đã sớm thất lạc từ lâu lưỡng đoạn đao bây giờ là do thùy họa dùng khí canh kim tản mát trong thế giới hy di chế tạo dành riêng cho phá quân đao vừa ra khỏi vỏ hồn giới tràn ngập gió tanh phá quân một thân áo đỏ rực rỡ đôi mắt đen lấy cùng mái tóc dài tung bay trong gió đôi mắt mỹ nhân khẽ nheo lại một vẻ đẹp sơ xác lạnh lẽo thùy họa nhìn chăm chăm không rời mắt khỏi phá quân thân là một sự tồn tại đỉnh phong của đao đạo chẳng một ai hiểu rõ chỗ tinh diệu của đao ý hơn cô Người xưa thường nói, niên đao nguyệt côn nhất bối tự thương, một để chê bai sự đơn giản mà thô bạo của đao pháp. Trên thực tế, một bậc thầy đao pháp chân chính cho dù có hao phí tinh huyết cả đời cũng không thể nào khám phá được hết ý nghĩa thâm sâu của đao pháp. Một câu này là để nói, muốn dùng được đao phải mất một năm, dùng gậy thì một tháng còn dùng thương thì mất cả đời. Chương 1466, một biển giết chóc hai. Đao là vũ khí giết người, sát khí mạnh vô cùng. Giết chóc vốn là tội lỗi nguyên thủy. Chỉ có kẻ sát nhân điên cuồng tội không thể tha mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa của đao. Vô Luận là Thùy Hỏa hay Phá Quân, số vong hồn thiệt mạng dưới tay hai người đều đã không thể kể xiết, mà bọn họ đã sớm trở thành kẻ tội không thể tha. Khi mới tiến vào quy khư, trên con đường dài 10 dặm diễn ra trận chiến đẫm máu với thổ tộc, Thùy Hỏa đã từng nói, ta nở rộ giữa cơn giết chóc, giống như hoa kia lúc bình minh. Thế nhưng lúc này, vị hồng y nữ tử ngay trước mắt kia mới thực sự là bông hoa bất bại ngàn vạn tà hồn thú ngưng tụ sát ý đổ vập lấy quét qua phá quân phá quân gầm lên một tiếng lập tức vung đao cứng rắn kiêu ngạo dùng mệnh cách của phá quân và thần cách binh ma để ngăn lại Grahu, theo tiếng gầm cất lên hai vị chiến tướng tà hồn thú có chiến lực ngang hàng với thái cổ thần vương một trái một phải dẫn dắt đại quân phát động một cuộc tấn công chí mạng một người cầm cự nhẫn hồn năng hai khổng lồ màu đen người còn lại điều khiển diều chiến hồn năng cả hai đều là dũng sĩ cái thế vô song là bậc lãnh chủ hủy thiên diệt địa hai cỗ sát khí lao đến, mái tóc dài của phá quân nhảy múa điên cuồng trong gió, tay áo phần phật giữa không chung. Hai cự nhẫn, lưỡi dao khổng lồ sắc bén, đôi mắt mỹ nhân càng khép càng chặt, dường như chẳng còn nhìn thấy gì. Hai vị chiến tướng dường như bổ nhào tấn công cùng một lúc, bởi vì trọng lượng của vũ khí không giống nhau mà tốc độ lao đến cũng khác nhau một chút. Cự nhẫn hồn năng là kẻ đầu tiên đột phá cõi cấm kỵ trong vòng năm trượng của thần, thế nhưng phá quân lại làm như không thấy, phải đến khi chiếc diều chiến hồn năng ở bên kia cũng đột nhập vào khu vực thần cấm thì đôi mắt đang nhắm mới từ từ mở ra đôi mắt giận dữ của mỹ nhân ánh nhìn lạnh lẽo quét qua vạn vật nơi tầm mắt hướng về cũng là nơi ánh đao rơi xuống mi mục nhanh như chớp đao quang sắc bén như cầu vồng chỉ trong phút chốc đã dùng thân thể làm trung tâm chém ra một đạo đao đẹp như bạch ngọc không chút tỉ vết đạo đao lặng lẽ lướt qua cự nhẫn và diều chiến ngay cả một tiếng động nhỏ cũng chẳng phát ra trong giây lát chỉ thấy hai đại thần binh bị tách làm đôi chiêu này sắc bén như thế nào ghê gớm như thế nào kia chứ đạo đao chặt đôi thần binh hóa giải hai luồng sát ý thế nhưng chỉ bằng điều này cũng còn lâu mới có thể kết thúc bởi vì khoảnh khắc đạo đao chém rách thần binh đã bạo phát sinh ra hai ngôi hàn tinh hai ngôi hàn tinh này lần lượt tràn vào cơ thể của hai vị tướng quân hàn tinh nhập thể hai đại chiến tướng hồn năng cũng đột nhiên dừng lại sau đó là nỗi lo lắng kinh hãi tràn ngập trên khuôn mặt nhanh ác xấu xí của bọn chúng trong mắt cả hai tràn ngập nỗi sợ, cái miệng há hốc muốn nói gì đó, tiếc rằng thần niệm không đủ để dệt nên bất kỳ lời nào. Cuối cùng, mặc cho cả hai đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng thảm thiết bi ai. Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, ngựa sắt xong, thét ngược tiếng đau ba. Ba, hai câu trong bài thơ tỳ bà hành của bạch cư dị, bản dịch của Phan Huy Thực. Hai ngôi hàn tinh lập lè tạo thành hai điểm nho nhỏ, tinh vi khó mà nhìn được, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã đập tan cơ thể của hai vị chiến tương, linh hồn và xác thịt dần dần hóa thành xương máu rồi tiêu tan mà đây mới chỉ là bắt đầu phá quân thu đao lại xuất đao thân hình xoay chuyển chém khắp tứ phương chỉ nghe một tiếng vang lên như lụa xé đại quân bốn phương nhất đề đều mất đi nửa người giết người như cắt cỏ một đao cắt làm đôi theo đao pháp điên cuồng khiêu vũ của phá quân bầu trời mỗi lúc một trầm xuống ép người ta không thể thở được mặt đất bắt đầu nhô lên tiếng động ầm ầm truyền đến từ dưới lòng đất dường như có thứ gì đó đang muốn chui ra thứ từ trên trời giáng xuống là sát khí dương cực mà thứ đang chui ra từ trong lòng đất kia chính là sát khí âm cực hai cỗ sát khí đang giao tranh giữa trời và đất sát khí khủng khiếp vô tận điên cuồng tràn vào ánh đao của phá quân thiên địa giao trinh m dương lưỡng đoạn đây mới thực sự gọi là thiên địa giao trinh m dương lưỡng đoạn phàm là những thứ những vật nằm trong khoảng trời đất này đều không thể tránh khỏi sát khí của lưỡng đoạn đao đao ý dọc ngang chết chóc thành biển không một người nào có thể trốn không một kẻ nào có thể tránh. Phá quân mặc hồng y giữa đại quân tà hồn thú sinh ra ra một bông lại một bông hoa sát khí diễm lệ quỷ dị. Giết trăm vạn như giết một người, giết một người mà chấn vạn quân. chương 1467, cử thiên kiếm hải một Phá quân trong màu áo đỏ có vẻ đẹp mềm mại dịu dàng chỉ thuộc về nữ tử, điều này quả thực không hề phù hợp với hình tượng được ghi chép trong đạo tàng. Thế nhưng, thời khắc liềm đao dơ lên để giết chóc, tất cả những dịu dàng của nữ nhi tình trường lại hóa thành chí khí ngút trời sục sôi của bậc anh hùng, sau đó lại từ anh hùng chí khí ngút trời biến hành hình tượng chết chóc băng lạnh thấu xương. Trên thực tế, phá quân cũng từng được mệnh danh là thần chết. Thiên địa giao trinh mà phá quân thi triển chính là thiên công địa kích của Thái Sơ Tử Thần. Một người là M Dương Lưỡng Đoạn, một người là M Dương Tuyệt Diệt. Mặc dù cảnh giới khác nhau, nhưng khó phân cao thấp. Bởi vì bất luận là M dương lưỡng đoạn hay M dương tuyệt diệt cuối cùng cũng chỉ có một kết cục duy nhất, ấy chính là cái chết. Mọi thứ vốn chỉ là bong bóng, chỉ có cái chết mới là bộ mặt chân thật nhất. Khi phá quân dùng lưỡng đoạn đao để khơi gợi sát khí trong trời đất, bước chân tử vong cũng theo sát bén gót. Hàng triệu đại quân tà hồn thú chẳng khác nào ngọn cỏ tàn bị gió bắc quét qua, thì nhau rơi xuống. Hồn thú tử vong, thần hồn bị diệt, giữa trời đất chỉ còn lại tà năng vô tận phá quân hộ pháp thiên tôn muốn dùng đao nuốt sạch tà khí, nhưng lại bị thùy họa lập tức ngăn lại, không được. Vì sao lại ngăn ta? Phá quân hộ pháp thiên tôn hỏi, tà năng dù mạnh, nhưng không chính đạo. Không chính đạo thì sao chứ? Chỉ cần ta có thể hấp thu hết năng lượng tà ác này, chiến lược ắt sẽ tăng lên, cơ hội chiến thắng thiên đạo cũng cao hơn. Chớ đừng quên chúng ta đều là đệ tử ma đạo. Phá quân im lặng một hồi, trầm lặng thật lâu, cuối cùng đành lựa chọn từ bỏ. Ma đạo cũng không thực sự phải ma, ngược lại, đạo tổ truyền pháp khắp lục đạo là muốn giáo hóa chúng sinh dẫn dắt họ đi theo con đường đúng đắn. Chỉ một câu cung điện vô danh toàn lời hay đã bộc lộ tất thảy những lao tâm khổ tứ của đạo tổ. Bất kể là tổ long đọa lạc hay kiêm hà đã hóa ma đều không phải là chính đạo, mà tà năng trước mắt lúc này cũng như vậy. May mắn thay kiêm hà có được ma cách vô khuyết, trái tim ngạo phong có mối bận tâm, bọn họ mặc dù rơi vào ma đạo, thế nhưng vẫn còn có đường quay đầu. Mà phá quân, trên lưng vốn dĩ đã gánh nguyên tội giết chóc, nếu như lại cắn nuốt tà năng chắc chắn chẳng còn cơ hội quay lại quan trọng nhất là trong lòng thùy hỏa đã có một dự cảm nếu như để phá quân rơi vào ma đạo sẽ không một ai có thể ngăn lại một khi mất đi khống chế sẽ gây ra vô số kiếp nạn trong trời đất đến lúc đó pháp tắc của thiên địa lại nhiều thêm một kẻ thù nhìn thấy phá quân hộ pháp thiên tôn từ bỏ nuốt trừng tà năng linh hồn bổ thủ vốn đang yên lặng ẩn nấp trong hư không thở dài một hơi nhẹ nhõm đao pháp của phá quân khiến hắn ta kinh khiếp vô cùng một khi nuốt thêm tà năng hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bây giờ linh hồn bổ thủ không chỉ không cần bỏ chạy, trong lòng còn nảy sinh một ý tưởng vô cùng to gan. Trong mắt hắn, việc phá quân từ bỏ hấp thụ tà năng chính là đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, mà hắn ta sẽ sửa chữa lại sai lầm này. Khuấy động sát khí trời đất, tiêu diệt hàng triệu đại quân tà hồn thú, nhìn có vẻ như chỉ vài đường đao đơn giản tinh diệu, kỳ thực đã hao kiệt toàn bộ thần niệm của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, ngay cả thần hồn cũng rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nếu như lúc này hắn ta đột nhiên ra tay, dùng dây cung linh hồn liên cuồng cắn xé thần hồn của Phá Quân, vừa hay có thể dùng thân phận chủ nhân của thần giới để cưỡng ép nuốt chửng thần hồn của Phá Quân và thần cách của binh ma. Một khi thành công, đừng nói đối mặt với Tử Thần Thái Sơ, ngay cả đối mặt với Thiên Đạo hắn cũng chẳng hề tim đập chân run. Tuy rằng trong lòng đập như trống bỏi, thế nhưng nhìn thấy Tử Thần Thái Sơ khoanh chân ngồi dưới mặt đất, đại đao đặt trên đầu gối, hắn vẫn không kìm nổi mà hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Mất và được, sinh hoặc tử, tất cả chỉ trong một ý niệm, lúc này nếu lựa chọn rời đi, hắn vẫn còn vô số sinh cơ có thể sử dụng, nhưng nếu lựa chọn truy diệt linh hồn phá quân, vậy thì cái chết sẽ trở thành mối nhân quả tất yếu. Trong nháy mắt linh hồn bổ thủ phát ra trăm triệu đạo thần niệm muốn thử thăm dò, cuối cùng, hắn lặng lẽ nhặt dây cung lên. Hai ngón tay trắng nõn như tuyết nhẹ nhàng nắm chặt dây cung. Nháy mắt, một mũi tên hư linh tinh xảo bóng xuất hiện trong không trung. Tiếp đó, Linh hồn bổ thủ nhắm mũi tên về phía Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, thành công khóa chặt khí cơ của cô. Chương 1468, Cửu Thiên Kiếm Hải 2. Phá Quân vốn đang trong trạng thái suy yếu vô cùng, sau khi bị linh hồn bổ thủ khóa chặt khí cơ, ngay lập tức liền cảm nhận được cái chết đang đe dọa rình rập. Đáng tiếc dù cô có thể cảm nhận được, lại chẳng cách nào chống lại. Trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi sát khí dấy lên, bản thân khó lòng thoát khỏi cái chết. Sát khí càng lúc càng nặng, vẫn đang không ngừng tăng lên, phá quân không thể chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu. Phá quân không may bị ám toán, Thùy Hỏa vẫn bất động như núi, thậm chí còn khép chặt đôi mắt đen láy, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Cuối cùng, sát ý của linh hồn bổ thủ cũng chạm đến điểm cuối cùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác. Nếu như Tử Thần kịp thời rút đao tương trợ phá quân, hắn ta cũng không nắm chắc bản thân có thể dùng một mũi tên để diệt sát. Nhưng giờ đây, thời gian đã đứng về phía hắn ta dây cung linh hồn có tốc độ khó mà tưởng tượng, chẳng khác nào chiến mã vô địch của binh ma, một khi bắn ra, không một kẻ nào có thể ngăn cản. Linh hồn bổ thủ biết bản thân đã cược thắng rồi, không hề do dự mà thả dây cung. Mắt thấy mũi tên hư linh sắp sửa rời khỏi, chính trong lúc này, một làn gió mỏng manh như tơ quét qua dây cung. Làn gió mỏng manh, giống như đóa sen mới nở trên mặt nước, lại như dòng nước róc rách chảy qua mặt ao. Lúc này tâm trí của linh hồn bổ thủ toàn bộ đều đặt trên người phá quân, đương nhiên chẳng hề để tâm đến cơn gió mỏng manh chẳng biết từ nơi nào đến này. Đáng tiếc là, đây nào phải gió xanh, rõ ràng là ánh đao ôn nhu ấm áp của Thùy Hỏa. Khóa cung, buông tay, mũi tên hư linh không được bắn ra, bởi vì vào chính thời khắc quan trọng nhất, dây cung đã bị gió xanh cắt đứt. Nụ cười hốt nhiên dừng lại, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Linh hồn bổ thủ ngay lập tức liền quay đầu liếc về phía sau, nhìn chằm chằm vào đao minh hà vẫn đang im hơi lặng tiếng lơ lửng trong không trung. Đợi đến lúc hắn ta quay lại nhìn Thùy Hỏa thì mới phát hiện, trên đầu gối vốn đang đặt thanh đao giờ đã trống không. Mắt thấy tử thần đang chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng chết chóc, hắn chợt nghĩ đến một câu nói. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳng, vực thẳng cũng đang nhìn bạn. Đao Minh Hà đã sớm có thể thông linh, vào khoảnh khắc hắn ta khóa chặt khí cơ của phá quân, dưới sự điều khiển của Thùy Hỏa, Đao Minh Hà đã lặng lẽ khóa chặt lấy hắn từ phía sau. Đao quang xuất ra, hóa thành cơn gió mát lành lướt qua dây cung, dây cung bèn đứt đoạn. Càng ấm áp ôn hòa bao nhiêu lại càng ẩn giấu nhiều sát khí khủng bố bấy nhiêu. Sở dĩ đao này có được uy lực như vậy, chủ yếu liên quan đến chuyện phong chủ trầm mình xuống minh hà. Linh hồn bổ thủ biết phán cược này đã thất bại, lấy hết can đảm nói, tử thân, ta thừa nhận bản thân thua rồi, nhưng ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn cơ hội sao? Ha ha, hôm nay dừng ở đây, ngày sau sẽ trả lại ngươi gấp bội. Dứt lời, linh hồn bổ thủ tự biết bản thân khó lòng thoát khỏi sát ý của tử thần bèn quả quyết tự hủy huyền quan, mượn sức mạnh hủy diệt khổng lồ để nghiền nát thần hồn của mình. Con người không tàn nhẫn khi tranh giành sao có thể đứng vững, thần cũng như vậy. Bao nhiêu năm nay, từ em mờ sơn lão tổ cho đến chiến thần hình thiên, Thùy Hỏa đã gặp vô số kẻ tàn nhẫn, thế nhưng chưa từng thấy một kẻ nào có thể cực đoan giống như linh hồn bổ thủ. Để có thể cầu sinh bèn không ngần ngại nghiền nát thần hồn, hóa thành muôn ngàn đạo thần niệm tan ra bốn phương nhằm chạy trốn đao minh hà điên cuồng nhảy múa hóa thành minh hà chân chính cắn nuốt gần như toàn bộ thần niệm thế nhưng vẫn không thể nào hủy sạch toàn bộ thần niệm của linh hồn bổ thủ trước sau đã có chín đạo thần niệm thoát khỏi hồn giới chín đạo thần niệm chỉ cần một đạo còn tồn tại linh hồn bổ thủ sẽ có cơ hội cuộn đất ngóc đầu trở lại chín đạo thần niệm đó ngươi thực sự chắc chắn bản thân có thể tiêu duyệt toàn bộ sao bạch thánh tuyết cay mày nhìn tôi hỏi nếu như chỉ có một đạo ta có lẽ không thể chắc chắn bản thân sẽ làm được nhưng là chín đạo vậy thì linh hồn bổ thủ nhất định phải chết. Vì sao chứ, cửu cửu quy nhất, điều này đã chú định kết cục hủy diệt. Thái nhất sinh thủy mới là con đường dẫn đến sự sống vô tận. Dứt lời, tôi vùng thanh kiếm ngàn vạn châm môn hướng về phía hư không. Kiếm quang dung chuyển, quang ảnh trùng điệp, trong nháy mắt bèn hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, dọc ngang tạo thành một biển kiếm, quét qua cửu thiên thập địa. Chương 1469, Thái Sơ Nguyệt Thần. Kiếm hải hạ dần xuống từ trên bầu trời, dòng chảy ngầm dao động. Góc đông nam đã xuất hiện một luồng thần niệm đầu tiên, sau khi nhận ra luồng thần niệm là của linh hồn bộ thủ, dòng nước ngầm của kiếm hải lập tức biến ra một con rồng, giận dữ gầm thét lao qua sóng nước và bay vụt đi. Luồng thần niệm của linh hồn bộ thủ đáng sợ đến mức muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị kiếm long giữ lại. Tốc độ của thần niệm rất nhanh, nếu như là kiếm khí hóa rồng thông thường chắc chắn sẽ không thể theo kịp tốc độ của nó, tuy nhiên, kiếm long của tôi lại hình thành kiếm vạn thiên sấm ngữ, nó không chỉ có sức tàn phá vô thượng từ kiếm khí mà còn có thể phong ấn sức mạnh tín ngưỡng. Thần linh cư ngụ nơi cửu thiên, con người có thể thông qua tín ngưỡng, niềm tin mà chạm đến sự tồn tại của thần. Niềm tin sẽ bỏ qua khoảng cách không gian và nỗi nhớ mong cũng vậy. Khi ta nhớ người, người ở trên bầu trời, khi ta nhớ người, người cũng ở ngay trước mặt ta. Tín ngưỡng của ma đạo rất đơn giản, bảo vệ đất nước, bách tính an cư lạc nghiệp, đạo pháp giải trừ tâm ma. Một khi bị kiếm long đưa vào tầm ngắm, mặc cho có trốn đến tận cùng đất trời, ắt sẽ không chết không thôi. Tôi nhắm về phía đông nam, nơi góc đông nam đang có kiếm long lội nước, cưỡi sóng để truy đuổi. Tôi nhắm về phía tây bắc, kiếm hải nơi tây bắc cũng có kiếm long gầm thét điên cuồng né xét, truy đuổi theo linh hồn bộ thủ. Đông nam, tây bắc, chính bắc, chính tây, chính nam, tây nam, đông bắc, chính đông, lần lượt trước sau 8 luồng thần niệm đều bị con kiếm long nuốt chửng lấy, chín luồng thần niệm của linh hồn bộ thủ cuối cùng cũng chỉ còn lại một luồng đang treo lơ lửng ở nơi cao trên bầu trời. Lúc này đây, kiếm hải đã cạn kiệt hết kiếm ý, sức mạnh tín ngưỡng phong ấn trong kiếm vạn thiên sấm môn cũng đã dần cạn kiệt, phải cần khoảng thời gian rất lâu mới có thể từ từ khôi phục lại. Luồng thần niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ đã nằm chờ sẵn ngoài tầm với, không chỉ thành công thoát khỏi sự phong tỏa của kiếm hải, mà còn vận dụng quy luật thời gian và không gian để né tránh bị tất cả sự truy tìm của kiếm long kiếm hải dịu xuống và rồi mất hút, kiếm long thì giải thể, tan biến. Lúc này Thùy Họa và phá quân còn chưa đột phá thoát khỏi hồn giới, mà tôi thì đã dùng cạn uy lực của thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn rồi. Mà đạo tổ sư, người vẫn là thất bại rồi. Bạch Thắng tuyết cất một hơi thở dài nói. Chưa chắc, tôi đáp, ta không nghĩ ra người còn cách nào khác để truy lùng tia thần niệm cuối cùng của hắn nữa, trông thì dường như quá xa tầm với, không bao giờ có thể vượt qua với tốc độ nhanh nhẹn đó được. Nếu không có sức mạnh tín ngưỡng, thanh kiếm của ngươi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp tia thần niệm này nếu bàn về tốc độ tia thần niệm của linh hồn bộ thủ tuyệt đối không phải là duy nhất lẽ nào còn có nhân loại có tốc độ nhanh hơn hắn sao trước đây thì không nhưng bây giờ thì có ai thái sơ nguyệt thần nguồn sức mạnh cuồng loạn của ánh trăng cổ xưa mặt thần tính thứ ba của mặt trăng mặt thần tính thứ ba đến tận cùng thì là cái gì bạch thắng tuyết hỏi như mọi người đều biết thì thái cổ nguyệt thần có hai mặt thần tính một nửa là nguyệt thần còn một nửa là nguyệt ma, mặt thần tính thứ ba không phải thần cũng chẳng phải ma, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chúng sinh vạn vật ở cửu thiên, cũng chính vì thế mà mặt trăng cổ xưa mới bị thiên đạo phong ấn và giam giữ trong dòng sông thời gian. Ta cũng không biết mặt thần tính thứ ba của nguyệt thần rốt cuộc là thứ gì, hoặc có lẽ sẽ là sát cơ cuồng bạo nhất, hoặc cũng có thể sẽ là tốc độ khó tin nhất. Nhưng bây giờ chúng ta nói chuyện này có ích lợi gì? Mặt trăng cổ xưa đã bị thiên đạo phong ấn rồi, về phần thái sơ nguyệt thần, ở thời đại ta sống cũng chưa từng nghe nói qua loại sự tồn tại của vị thần này. Mặt thần tính thứ ba của mặt trăng vốn đã rất bí ẩn. Người không biết đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Ha ha, điều ta tò mò là, người lấy gì để chắc kèo rằng Thái Sơ Nguyệt Thần vẫn còn sống chứ? Bởi vì ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó, và lại còn có thể cảm giác được người đó đang hướng thần niệm của mình về đây. Vậy thì đã làm sao, Thái Sơ Nguyệt Thần sẽ giúp ngươi truy lùng tia thần niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ sao? đương nhiên ta có chuyện cầu cạnh người đó chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ tại sao bởi vì ta là ma đạo tổ sư mà cô ấy là đệ tử ma đạo tôi vừa dứt lời một mũi tên cực kỳ uy lực đã được sinh ra từ vực sâu vô cùng xa xôi của hư không và bay xẹt qua niềm tin có thể lược bỏ không gian và khoảng cách những mũi tên của a lê cũng vậy gọi là mũi tiến nhưng lại giống ánh trăng hơn đây là chính là mặt thần tính thứ ba của mặt trăng sự tồn tại chẳng nơi nào ánh trăng không tồn tại chiếu sáng vạn vật từ trên trời không có nơi nào để trốn và không nơi nào để trốn thoát